3 2 1 Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha Ờ, à, mình quên mở đèn rồi, để cái mình mở đèn nha Rồi, hèn chi thấy phòng tối ôm <laughs> Ai, chào Duy Nguyễn nha, chào Văn Minh Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách vũ trụ của Carl Sagan Và hôm nay chúng ta đến với chương mới của quyển sách này Đó là chương số 5 Bản nhạc Blue dành cho hành tinh đỏ đó Ở chương trước là thiên đường và địa ngục Chúng ta đã được tác giả đưa một vòng đi tham quan sao hỏa và sao kim Coi nó như thế nào ha Thì hôm nay chúng ta đến bản nhạc Blue dành cho hành tinh đỏ Không biết hành tinh đỏ ở đây tác giả muốn nói tới sao gì À chắc hành tinh đỏ là sao hỏa các bạn. Hôm bữa thấy tác giả miêu tả về sao kim nó cụ thể hơn. Nó chưa nói cụ thể về sao hỏa như thế nào ha. <laughs> chắc là mình bắt đầu luôn nha. Bản nhạc blue dành cho hành tinh đỏ. Chuyện kể rằng nhiều năm trước có một chú báo nổi tiếng gửi <laughs> một chủ báo một chủ báo chứ không phải chú báo các bạn nha chuyện kể rằng nhiều năm trước có một chủ báo nổi tiếng gửi một bức điện cho một nhà thiên văn danh tiếng hãy gửi ngay một bức điện 500 chữ xem có sự sống trên sao hỏa hay không nhà thiên văn đáp lại đúng phép xã giao không ai biết cả không ai biết cả không ai biết cả chấm 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 đã cho đủ 500 chữ <laughs> đúng 125 lần, bất chấp lời thú nhận không biết gì được xác nhận một cách kiên nhẫn hết sức của một chuyên gia ấy, chẳng ai thèm để ý đến nó cả. Thế nên cứ lâu lâu chúng ta lại nghe thấy những tuyên bố quả quyết của người cho rằng mình đã chứng tỏ được có sự sống trên sao Hỏa và của cả những người dứt khoát rằng không có sự sống trên đó. Một số người rất muốn thấy sự sống tồn tại trên sao Hỏa, một số khác lại rất muốn thấy sự sống không tồn tại trên sao Hỏa với những ý kiến cực đoan bộc lộ ở cả hai phe, những xúc cảm mạnh mẽ đó phần nào lấn át sự khoan dung đối với tính bất định, điều cốt yếu trong khoa học. Có vẻ như nhiều người chỉ muốn có một câu trả lời, kiểu nào cũng được, miễn là tránh được gánh nặng giữ trong đầu đồng thời cả hai khả năng loại trừ nhau. Một vài, một vài nhà khoa học đã tin rằng Sao Hỏa có người ở dựa trên những chứng cứ mà sau này hóa ra chẳng đáng tin cậy chút nào. Số khác lại kết luận rằng hành tinh này không có sự sống vì những tìm kiếm sơ bộ một dạng thức sống cụ thể đã không đạt kết quả hoặc còn mù mờ. Bản nhạc blue đã được tấu lên hơn một lần cho hành tinh đó. Nhưng tại sao lại là người Sao Hỏa? Tại sao lại có lắm suy tư háo hức lẫn những tưởng tượng cuồng nhiệt về người sao hỏa chứ không phải là người sao thổ hay là người sao diêm vương chẳng hạn? Bởi vì sao hỏa thoạt nhìn dường như rất giống như trái đất. Nó, nó là hành tinh gần nhất mà ta có thể trông thấy bề mặt. Có các chỏm băng ở cực, những đám mây trắng trôi, rồi các trận bão cát hoàn hành tạo ra những thay đổi theo mùa trên bề mặt màu đỏ của nó. Thậm chí một ngày có 24 giờ, việc nghĩ nó là một thế giới có người thật sự quyến rũ chúng ta sao hỏa trở thành một sân khấu huyền thoại nơi mà chúng ta trút lên những hy vọng và sợ hãi trong đời sống trái đất của mình nhưng mà những thiên kiến tâm lý luận à, nhưng mà những thiên kiến tâm lý thuận hay chống không được làm cho chúng ta lạc hướng tất cả vấn đề nằm ở bằng chứng mà bằng chứng thì chưa có sao hỏa thực là một thế giới còn nhiều kỳ lạ triển vọng tương lai của nó còn gợi thích thú hơn nhiều so với những hiểu biết trước đây của chúng ta về nó. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta đã nghiên cứu được các sao hỏa, chúng ta đã vươn tầm tới đó, chúng ta đã thực hiện được ước mơ của bao thế kỷ. Quyển sách này là được xuất bản năm 1980 các bạn nha, là gần 30 năm trước. Thì ngày nay chúng ta đã có một cái cái xe lái tự hành ở trên sao hỏa rồi nhưng mà cũng chưa tìm thấy sự sống. <laughs> Vào những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 19, không ai ngờ rằng thế giới này đang bị những sinh vật có trí tuệ phát triển hơn con người, nhưng cũng không bất tử giống như con người, chăm chú theo dõi từng ly từng tí. Rằng trong khi con người đang bận biểu với những mối lo toan của mình, thì họ lại xem xét và nghiên cứu. Có lẽ cũng tỉ mỉ gần như việc con người xem xét qua kính hiển vi các sinh vật phù du bơi lội và sinh sản trong một giọt nước. Với sự ngạo mạn vô cùng, con người đi à, đi đi lại lại trên địa cầu này để lo bao công việc nhỏ mọn, bình thản tự tin ở quyền năng của mình đối với vật chất, cũng có thể loài trùng cỏ dưới kính hiển vi cũng hành xử như vậy. Chẳng ai buồn nghĩ rằng các thế giới cổ hơn có thể là nguồn nguy hiểm đối với con người, hoặc có nghĩ đến thì thì cho rằng không thể có hoặc khó có thể có sự sống trên đó. Thật buồn cười khi nhắc lại những thói quen suy nghĩ của những thời đã qua. Cùng lắm thì người trái đất cho rằng trên sao hỏa cũng giống như người có lẽ thấp kém hơn mình và sẵn sàng đón nhận một công cuộc khai hóa. Thế nhưng qua biển không gian kia, có những sinh vật vượt trội hơn chúng ta cũng giống như chúng ta vượt trội hơn các loài thú đã tuyệt chủng. Những sinh vật có trí tệ to lớn, lạnh lùng và ác cảm, nhìn trái đất với con mắt ghen tị và chắc chắn là đang vạch kế hoạch chống lại chúng ta. Những dòng mở đầu này trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng khoa học kinh điển Chiến tranh giữa các thế giới The World of Worlds Cái này là có phim rồi bởi Tom Cruise đóng các bạn nha Của H.G. Wells ra đời năm 1897 Và cái bộ phim thì gần đây mới có Mà cái tiểu thuyết này là ra đời từ năm 1897 Mà đến nay vẫn còn có sức cuốn hút Trong suốt lịch sử của chúng ta Đã có những nỗi sợ cùng niềm hy vọng rằng Có thể có những sinh vật ở bên ngoài trái đất trong suốt 100 năm qua, những khắc khoải ấy đã tập trung vào một chấm sáng đỏ ở trên bầu trời đêm. Ba năm trước khi mà chiến tranh giữa các thế giới được xuất bản, một người Boston tên là Percival Lowell đã lập một đài thiên văn để thúc đẩy những phát ngôn công phu nhất ủng hộ giả thuyết có sự sống ở trên sao hỏa. Quan tâm đến thiên văn một cách tài tử khi mà còn trẻ, Lowell đã vào học trường Harvard, xin được một chân nửa chính thức trong ngành ngoại giao ở Triều Tiên. Ngoài ra, cũng theo đuổi những hưởng thụ thông thường của một anh nhà giàu. Trước khi mất năm 1916, ông đã đóng góp nhiều cho hiểu biết của chúng ta về tự nhiên và sự tiến hóa của các hành tinh, góp phần phát hiện sự giãn nở của vũ trụ và đóng vai trò quyết định trong việc khám phá ra sao Diêm Vương. Tinh cầu được đặt theo tên của ông. Hai chữ cái đầu tiên của tên gọi sao Diêm Vương là Pluto, chính là hai chữ viết tắt của Percival Lowell. À, hèn chi sao Diêm Vương tự nhiên có tên là Pluto Thì đã đặt tên theo cái người phát hiện ra ha Parsifal Lowell Ký hiệu của nó là hai chữ P và L lồng vào nhau Nhưng mà tình yêu cả đời của Lowell là sao hỏa Ông hết sức phấn khích bởi lời tuyên bố năm 1877 của một nhà thiên văn người Ý là Giovanni Schiaparelli về Canali trên sao hỏa Kibarali đã thông báo trong một lần sao hỏa tiến đến gần trái đất về một dạng lưới tinh vi các đường thẳng đơn và đôi cắt ngang dọc các vùng sáng của hành tinh. Canali trong tiếng Ý nghĩa là các kênh hay rảnh đang được dịch sang tiếng Anh là cano, kênh đào. Một từ ngụ ý có bàn tay của trí khôn tham dự. Cơn sốt sao hỏa lan tràn khắp châu Âu và châu Mỹ và Lowell cũng bị cuốn theo. Năm 1892, do mắt ngày một kém, Uh, Schiaparelli tuyên bố không quan sát sao hoa nữa. Lowell đành uh, Lowell bèn quyết định tiếp tục công việc. Ông muốn có một địa điểm quan sát hoàn hảo, không bị mây hay là ánh đèn đô thị cản trở và được xếp hạng có độ nhìn tốt. Cách nói của dân thiên văn chỉ khí quyển ổn định. Khi đó sự lung linh khi tỏ khi mờ của hình ảnh thiên văn sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Độ nhìn kém, kết quả của sự nhiễu động quy mô nhỏ trong khí quyển phía trên kính thiên văn cũng chính là nguyên nhân của hiện tượng sao nhấp nháy. Lowell đã xây dựng đài thiên văn của mình ở xa nhà, trên đồi sao hỏa ở Flagstaff, bang Arizona thuộc Hoa Kỳ. Ông phát thảo địa hình bề mặt của sao hỏa, nhất là những con kênh đang mê hoặc ông. Quan sát kiểu này quả là không dễ dàng gì. Bạn phải chúi đầu vào kính thiên văn hàng giờ liền trong cái lạnh của buổi sáng sớm. Thường nhìn độ, à thường thì độ nhìn kém và hình ảnh sao hỏa nhòe đi và bị biến dạng. Khi đó bạn mất công toi với những gì mà bạn thấy. Thỉnh thoảng hình ảnh ổn định và hành tinh nổi bật lên sắc nét trong dây loát, rõ ràng đến mức kỳ diệu. Lúc đó bạn lại phải nhớ những gì may mắn trông thấy và truyền tải cẩn thận điều đó lên giấy. Bạn phải dẹp hết những định kiến chủ quan và mở tâm trí ra để ghi nhận một cách khách quan những điều kỳ diệu của sao hỏa những cuốn sổ ghi chép của percival lowell chứa đầy những điều mà ông cho rằng mình đã nhìn thấy các khu vực sáng và tối dấu hiệu lờ mờ của chỏm băng ở hai cực và những con kênh một hành tinh được trang điểm bằng những con kênh lowell tin rằng mình đã trông thấy một mạng lưới kênh mương tưới tiêu lớn bao quanh hành tinh mang nước từ các chỏm băng ở hai cực tới cho những cư dân đang khao khát nước dùng ở các thành phố vùng xích đào Ông tin rằng trên hành tinh ấy có một giống người lâu đời và khôn ngoan cư ngụ. Có lẽ họ rất khác với chúng ta. Ông tin rằng những thay đổi theo mùa ở các vùng sẫm của nguyên nhân từ rau cỏ mọc lên rồi chết đi. Ông tin rằng sao hỏa giống, rất giống với trái đất. Nói chung thì ông tin vào quá nhiều điều. Loquell đã làm hiện lên một sao hỏa cổ xưa, khô cằn, héo hon, một thế giới sa mạc. Thế nhưng nó vẫn còn là một sa mạc kiểu trái đất. Sao hỏa của Lowell có nhiều điểm chung với miền Tây Nam nước Mỹ, nơi mà đài thương văn Lowell an toàn. Ông hình dung rằng nhiệt độ của sao hỏa có phần nghiêng về phía lành nhưng vẫn chịu được, tựa như là miền Nam xứ Anh. Không khí tuy loãng nhưng vẫn đủ oxy để thở, nước tuy hiếm nhưng bù lại đã có mạng lưới kênh rạch tuyệt vời kia đem chất lỏng cốt yếu cho cuộc sống đến khắp hành tinh. Bây giờ nhìn lại thì những phản bác cùng thời có sức mạnh đối Bây giờ nhìn lại thì những phản bác cùng thời có sức nặng nhất đối với những ý tưởng của Lowell lại đến từ một nơi ít ai ngờ. Năm 1907, Alfred Russel Wallace, người đồng khám phá ra quy luật chọn lọc tự nhiên, được hỏi ý kiến nhận xét về các cuốn sách của Lowell. Thời trẻ ông này là một kỹ sư và dù có phần nào dễ tin và tri giác ngoại cảm, ông lại hết sức nghi ngờ khả năng có người ở trên sao hỏa. Wallace chứng tỏ rằng Lowell đã tính toán sai về nhiệt độ trung bình trên sao hỏa thay vì chỉ lạnh vừa phải như miền Nam xứ Anh thì khắp nơi mức nhiệt độ phải thấp hơn điểm đóng băng của nước trừ một vài ngoại lệ chắc phải là băng giá vĩnh cũ mà lớp bên dưới bề mặt đóng băng thường xuyên không khí loãng hơn nhiều so với tính toán của Lowell các miệng hố phễu phải nhiều như là trên mặt trăng còn về chuyện nước trong các kênh mương thì đây là cái ý kiến của của ông Wallace bất cứ ý định nào muốn bắt lượng nước dự trữ ít ỏi thông qua các con kênh đào dồi dào đi chu du qua xích đạo sang bán cầu đối diện qua những vùng sa mạc khủng khiếp và phơi dưới bầu trời không mây như là ông Lowell miêu tả sẽ giống công việc của một nhóm người điên rồ hơn là của những người có trí tuệ có thể khẳng định chắc chắn rằng không có một giọt nước nào thoát khỏi sự bay hơi hoặc thấm hút ngay khi chỉ cách nguồn 100 dặm sự phân tích vật lý rất đúng đắn và trí mạng này đã được viết ra khi mà Wallace đã ở tuổi 84. Kết luận của ông là các sinh vật ở trên sao Hỏa, ông ngụ ý đó là những kỹ sư xây dựng có kiến thức về thủy lực học là điều không thể có. Ông không có ý kiến gì về các sinh vật. Bất kể sự phê phán của Wallace Bất kể sự thật là các nhà thiên văn khác cũng có tính, cũng có kính thiên văn và địa điểm quan sát tốn chẳng tốt chẳng kém gì Lowell, đã không thể tìm thấy một dấu hiệu nào của các con kênh hoang đường. Tuyên bố của Lowell về sao Hỏa vẫn được công chúng rộng rãi chấp nhận. Nó có sức hút huyền thoại lâu đời như là sắp sáng thế kỷ. Một phần sức hấp dẫn của nó là có lý do là ở thế kỷ thứ 19 là thời đại của những kỳ công kỹ thuật, trong đó có việc xây dựng các kênh biển vĩ đại như là kênh Sue hoàn thành năm 1869, kênh Corinth Hy Lạp năm 1893, kênh Panama năm 1914. Còn ở Hoa Kỳ là Âu thuyền hồ lớn, các kênh đào dành cho xà lan ngược bang New York và các kênh thủy lợi ở vùng tây nam nước Mỹ. Nếu như mà người châu Âu và châu Mỹ có thể thực hiện được những thành tựu như vậy, thì tại sao người sao hỏa lại không? Chả lẽ đấy chẳng phải là nỗ lực công phu hơn nhiều của một loài sinh vật lâu đời và thông minh hơn chúng ta trong cuộc đấu tranh ngoan cường chống lại sự khô hạn hóa lan tràn trên hành tinh đỏ hay là sao? Tóm gọn lại là hồi xưa có một ông Lowell, ông có kính thiên văn, ông nhìn lên sao hỏa và ông không biết làm sao á Và ông nhìn thấy là trên sao hỏa có những cái đường kênh đào ở trên trển ha Mình không biết cái kính đó là cái kính nó ngoạn mục cỡ nào mà có thể thấy được nhưng mà những cái nhà thiên văn khác thì không thấy nhưng mà đối với đại chúng á, thì người ta muốn tin rằng ở trên sao hỏa có sự sống và muốn tin rằng là có những cái kênh đào đó tại vì trong cái thời gian đó là thời gian mà con người tạo ra rất là nhiều những cái kênh đào ha và mình rất là <laughs> bất ngờ khi mà kênh Suê các bạn hoàn thành năm 1869 nha kinh khủng chưa hơn 100 năm trước phải là 150 năm trước là người ta đã đào được cái kênh đào Suê rồi quá kinh khủng luôn ha cứ ngỡ là phải máy móc thời nay người ta mới đào được vậy mà 150 năm trước đào không biết là là bằng máy hay là bằng sức người mà đào được luôn ha ngày nay chúng ta đã phái những vệ tinh trinh sát bay lên quỹ đạo quanh sao hỏa toàn bộ hành tinh này đã được vẽ bản đồ chúng ta đã cho hai phòng thí nghiệm tự động đổ bộ lên bề mặt của nó nhưng mà những bí ẩn của sao hỏa nếu có vẫn sâu sắc thêm kể từ thời Lowell Tuy nhiên, với những bức ảnh chi tiết hơn nhiều so với bất kỳ hình ảnh nào mà Lowell có thể bắt gặp trong chớp nhoáng, chúng ta vẫn không tìm thấy một chi lưu nào ở mạng lưới kênh mương từng được tán tụng, cũng không một cửa cống nào. Lowell Schiaparelli uh, và những người khác đã nhầm lẫn khi quan sát bằng mắt thường trong những điều kiện quan sát khó khăn, một phần cũng bởi vì định kiến có sẵn tin vào sự tồn tại của sinh vật ở trên sao hỏa. Các cuốn sổ nhật ký quan sát của Percival Lowell phản ánh nỗ lực được duy trì trên kính thiên văn trong suốt nhiều năm, chứng tỏ rằng <laughs> chúng chứng tỏ rằng Lowell biết rất rõ những hoài nghi mà các nhà thiên văn khác bày tỏ về tính hiện thực của các kênh đào. Chúng bộc lộ về một con người tin chắc mình đã có một phát kiến quan trọng và buồn bã vì những người khác không hiểu được tầm quan trọng của phát kiến ấy. Chẳng hạn, trong cuốn sổ ghi chép vào năm 1905, có một đề ngày 21 tháng 1, những kênh đôi mà thỉnh thoảng hiện ra chắc chắn là có thật. Khi đọc các sổ ghi chép của Lowell, tôi có cảm giác rõ ràng nhưng không thật sự thoải mái là ông thật sự đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng đó là cái gì. Khi tôi và Paul Fox của Đại học Cornell so sánh các bản đồ sao hỏa của Lowell với những hình ảnh do tàu Mariner 9 chụp từ quỹ đạo, có khi với độ phân giải vượt cấp ngang lần độ phân giải của chiếc kính thiên văn phản xạ 20 inch đặt ở trái đất của Lowell, thì chúng tôi hầu như chẳng tìm thấy mối tương quan nào cả. Không phải chỉ có chuyện con mắt của Lowell đã nối liền với những chi tiết mờ nhạt đứt khúc thành những đường thẳng liên tu tì trong tưởng tượng, mà ngay cả ở vị trí hầu hết các con kênh của ông cũng chẳng hề có những đốm sẫm màu hay là chuỗi hố phẻo nào, không có một chi tiết đường nét nào hết. Vậy thì tại sao Lowell lại có thể vẽ mãi như con kênh hết năm này sang năm khác? Tại sao các nhà thiên văn khác, một số người trong đó còn nói là trước khi quan sát, họ chưa xem xét kỹ các bản đồ của Lowell cũng vẽ những con kênh giống như thế. Một trong những phát hiện lớn của chuyến bay đến Sao Hỏa của Mariner 9 là tồn tại những sọc và những vết không cố định với thời gian trên bề mặt Sao Hỏa. Những cái liên quan đến giờ, à, những cái liên quan đến gờ lũy của các hố miệng phễu, chúng thay đổi theo mùa. Nguyên nhân là bị gió cuốn tạo nên các kiểu hình biến đổi cùng với gió từng mùa nhưng mà những sọc ấy không có tính chất của các kênh mương chúng cũng không có vị trí chúng cũng không có ở vị trí của các kênh và không một sọc cá thể nào đủ lớn để đập ngay vào mắt khi mà nhìn từ trái đất Chắc không thể có chuyện trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ 20 nó tồn tại những đường nét thật dù chỉ hơi giống những con kênh của Lowell rồi biến mất không để lại dấu vết gì ngay khi loài người có thể nghiên cứu sao hỏa tầm gần bằng các con tàu vũ trụ. Những con kênh sao hỏa hình như biểu lộ sự trục trặc nào đó trong điều kiện quan sát khó khăn của chuỗi kết hợp tay, não, mắt người hay ít nhất ở một số người còn nhiều nhà thiên văn khác quan sát bằng những thiết bị tốt ngang như thế vào thời của Lowell và sau này đã tuyên bố là không hề có kênh của có mương gì cả. Nhưng cái đó khó gọi là sự giải thích thỏa đáng nên tôi vẫn đeo đẳng một mối nghi rằng một khía cạnh cốt lõi nào đó của vấn đề kênh sao hỏa vẫn chưa được khám phá. Lowell luôn nói rằng hình dáng đều đặn của các kênh là dấu hiệu không thể nhầm lẫn được cho thấy chúng có nguồn gốc từ sinh vật có trí khôn. Điều đó là tất nhiên là đúng, chỉ có điều câu hỏi duy nhất chưa được giải đáp là trí khôn ấy nằm ở phía đầu nào của kính thiên văn. Người sao hỏa của Lowell khoan dung và đầy lạc quan hy vọng, thậm chí còn hơi giống thần thánh, khác hẳn như với những sinh vật độc ác đầy đe dọa của Wells và Wells trong chiến tranh giữa các thế giới. Cả hai cách nhìn ấy đều đi vào trí tưởng tượng của công chúng thông qua số báo cáo phụ trương chủ nhật và tiểu thuyết giả tưởng khoa học. Tôi vẫn còn nhớ thời nhỏ đọc các tiểu thuyết về sao hỏa của Edgar Rice Burroughs, nó lôi cuốn tôi đến nín thở, tôi du hành cùng với John Carter. Một bậc tu mi nam, nam tử U gốc gác từ bang Virginia tới Barsum tên mà cư dân sao hỏa gọi là hành tinh của mình. Cái này là có phim rồi các bạn nha. Cái bộ phim là hình như là cái gì Marx á. Hay là chỉ có Marx không mình quên rồi. Nhưng mà nói nhân vật John Carter thì chắc là các bạn biết ha Rồi nói tới cái vùng hành tinh Balsam thì 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 chắc là biết ha Cái nhân vật đó đi vô một cái cổng không gian nào đó cái biến bùm cái biến ra sao hỏa Cái có sức mạnh giống như là Superman vậy các bạn <laughs> Tôi theo chân đàn đàn thốt thú vật thồ tám chân Tôi đã cầu hôn được Deja Thoris, nàng công chúa xinh đẹp của xứ Helium. Tôi đánh bạn với một chiến sĩ da xanh lục cao 4 mét tên là Tar Tarkas tôi lang thang trong những thành phố có tháp nhọn và các trạm bơm mái vòm của Barzum và thơ thẩn đi dọc bờ kè xanh tươi của các con kênh Nilocytis và Nevates. Liệu có thể phiêu lưu cùng với John Carter tới vương quốc Helium trên hành tinh, trên thực tế chứ không phải là trong tưởng tượng hay không? Liệu vào một buổi tối mùa hạ, chúng ta có thể bắt đầu một chuyến đi khoa học mạo hiểm theo những nẻo đường được hai vệ tinh quay vèo vèo của Barsum soi sáng? Ngay cả khi mọi kết luận của Lowell kể các sự tồn tại của các kênh mương hư cấu có bị coi là không đúng đi chăng nữa thì sự mô tả sao hỏa của ông ít nhất cũng có giá trị nhất định. Nó kích thích các thế hệ trẻ em 8 tuổi trong đó có tôi coi việc thám hiểm các hành tinh là một khả năng hiện thực và tự hỏi rằng liệu sẽ đến một ngày chính mình chính chúng tôi sẽ du hành lên sao hỏa. John Carter đã lên tới ấy bằng cách ra được đứng ở cánh đồng trống, giơ hai tay ra và nguyện ước Tôi vẫn nhớ thời niên thiếu mình đã bao lần đứng ở cả tiếng đồng hồ giữa cánh đồng vắng vẻ, hai cánh tay cả quyết giơ ra, miệng cầu khấn sao hỏa đưa tôi lên đấy, nhưng chẳng ăn thua gì, đành phải tìm cách khác thôi. Giống như là sinh vật, máy móc cũng có sự tiến hóa. Hỏa tiễn giống như thuốc súng đầu tiên tạo động lực cho nó, lần đầu tiên được sử dụng ở Trung Hoa cho mục đích lễ lạc và thẩm mỹ, được du nhập vào châu Âu khoảng thế kỷ thứ 14. Nó được áp dụng cho chiến tranh, rồi được nhà giáo người Nga Konstantin Tsiolkovsky uh, đề xuất làm phương thức vận tải lên các hành tinh và lần đầu được các nhà khoa học Mỹ Robert Goddard uh, nghiên cứu phát triển một cách nghiêm túc để phục vụ cho những chuyến bay rất cao. Tên lửa quân sự V-2 của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai đã khai thác gần như triệt để những cải tiến của Goddard và uh, đỉnh cao đạt được vào năm 1984 bằng việc phóng tên lửa hai tầng V-2 quát Khoporon lên đến độ cao chưa từng có trước đó là 400 km. Và những năm 1950, những tiến bộ kỹ thuật mà Sergei Korolev ở Liên Xô và Wenher von Braun ở Hoa Kỳ phát triển, nằm trong các dự án được cấp kinh phí để phục vụ cho các phương tiện mang vũ khí hủy diệt hàng loạt, để dẫn tới việc hình thành những vệ tinh nhân tạo đầu tiên. Bước tiến tiếp tục diễn ra hết sức chóng vánh. Chuyến bay lên quỹ đạo có chở người, con người ăn ở trên quỹ đạo rồi đổ bộ xuống mặt trăng và các con tàu vũ trụ không người bay ra khắp hệ mặt trời nhiều quốc gia khác cũng phóng tàu vũ trụ nào là anh pháp canada nào nhật bản và trung quốc nước đầu tiên phát minh ra tên lửa trung quốc là nước đầu tiên phát minh ra tên lửa hả các bạn này ngộ nha này mới nghe nghe đầu tiên phát minh ra thuốc súng thì biết còn tên lửa thì mình cứ nghĩ phải là nga hay mỹ gì chứ trong số những ứng dụng sớm nhất của tên lửa vũ trụ như là Tsiolkovsky và Goddard người mà thời trẻ đã đọc Wells và được những bài giảng của Parsifal Lowell truyền cảm hứng đã phấn khích và tưởng tượng rằng có một trạm khoa học trên quỹ đạo theo dõi trái đất từ rất cao và một tàu thăm dò sự sống ở trên sao hỏa cả hai ước mơ ấy giờ đã được thực hiện Hãy tưởng tượng bạn là một du khách từ một hành tinh khác hoàn toàn xa lạ đến trái đất mà chưa hề có sẵn ý niệm ở trong đầu. Càng đến gần, bạn càng nhìn thấy rõ trái đất, các chi tiết tinh tế càng hiện ra. Hành tinh này có người ở hay không? Đến lúc nào thì bạn có thể trả lời dứt khoát? nếu có những sinh vật có trí khôn, có lẽ chúng sẽ dựng lên các công trình dân dụng có những thành phần tương phản mạnh với quy mô vài km, những công trình có thể nhận biết được khi mà hệ thống quan học và khoảng cách đến trái đất tạo nên độ phân giải cỡ km. Nhưng ngay cả với mức phân biệt chi tiết như vậy, thì trái đất non vẫn như hoang vu lắm, vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì của sự sống, dù là sinh vật có trí tuệ hay không ở những nơi mà ta gọi là Washington, New York, Boston, Moscow. Uh, moscow london paris berlin tokyo và bắc kinh nếu tồn tại các sinh vật có trí tuệ trên trái đất thì những sinh vật ấy cũng chưa làm thay đổi gì mấy cảnh quan và tạo ra các hoa văn hình học ở mức phân giải cỡ km đó. Thì hồi xưa có người đem kính thiên văn dòm mà sao hỏa và thấy là sao hỏa có những cái đường rảnh mà người ta nói này là uh, do một sinh vật nào đó tạo ra đó, nhưng mà cái điều đó thì rất khó có khả năng xảy ra ha và sau này là những nhà thiên văn họ họ khi mà họ có có điều kiện, có đồ dùng công cụ cao hơn họ nhìn lên á, thì họ không có thấy. Và ngay ở trái đất luôn, nếu mà ở trái đất các bạn nhìn từ bên ngoài trái đất nhìn những cái hình ảnh chụp trái đất mà từ bên ngoài á thì cũng đâu thấy con người đâu đúng không? Chỉ thấy biển với lại mây rồi đất này nọ thôi, chứ ít thấy những cái uh, những cái gì mà con người tạo ra mà có thể nhìn từ ngoài vũ trụ nhìn vào mà lại nhìn thấy được trừ khi chúng ta có một cái kính là phóng to lên thì thì may ra thấy được ha đó đến trái đất ở gần như vậy mà còn nhìn không ra thì làm sao mà từ trái đất nhìn lên sao hỏa mà thấy được là những cái công trình mà người sao hỏa xây trên đó ha Đạt Nguyên chia sẻ, theo tôi khả năng sao hỏa từng có sự sống là chuyện khả thi Nhưng con người chúng ta sẽ khó hoặc không thể tìm ra bằng chứng do thời gian đã xóa mọi dấu vết về nó Đó. Người ta có bằng chứng là trên sao hỏa có nước ha Có nước là bây giờ vẫn chưa phủ định là không có nước hay cũng chưa khẳng định là có nước Nhưng mà nhiều cái bằng chứng trên bề mặt á, sao hỏa là đã từng có nước Có băng thì có rồi nhưng mà nước chảy thành sông á, thì chưa biết ha nhưng mà có bằng chứng thì có nước mà rất có thể là sẽ có nước ngầm đó. mà thường thường ở đâu có nước mà có ánh sáng mặt trời nữa thì rất có thể có sự sống ở trên đó ai chào bảo nha <laughs> ok bảo ơi ai chào huyền nguyễn chào lâm nha chào gió nam <laughs> và mình nghĩ các bạn thì nếu mà thậm chí con người chúng ta có đặt chân lên được sao hỏa rồi á có một cái con một một cái gọi là tàu tự hành ở trên sao hỏa thì cũng khó mà có thể chứng minh được là ở trên đó không có sự sống. Hiện nay thì cũng chưa có chụp được một cái sự sống nào trên sao hỏa, nhưng mà các bạn thử nghĩ coi nếu mà chỉ có một cỗ máy đặt ở trên sao hỏa đi, cái cái xe tự hành nó to như cái xe tải thôi các bạn. Thì cái sao hỏa nó cũng đâu có nhỏ đâu, lỡ đâu mà chúng ta đáp xuống cái chỗ mà nó không có sự sống hoặc là rất là hoang vu thì sao? Mà chỗ những chỗ khác thì nó có sự sống thì sao ha? Hoặc là nhiều khi sự sống ở trên đó nó vẫn còn gọi là uh, những là những cái tế bào thôi vẫn còn rất là đơn giản thôi mà chúng ta chưa tìm ra được. Nhưng mà khi chúng ta làm tăng độ phân giải lên gấp 10 lần. Khi mà chúng ta bắt đầu nhìn được những chi tiết nhỏ có kích cỡ 100m thì tình trạng thay đổi hẳn. Nhiều chỗ trên trái đất như thể đột ngột kết tinh làm hiện ra các hoa văn phức tạp chứa các hình vuông và hình chữ nhật, các đường thẳng và đường tròn. Quả thực đấy là sản phẩm kỹ thuật của sinh vật có trí tuệ. Đường xá, quốc lộ, kênh mương, đất canh tác, phố xá đô thị. Thứ hoa văn bộc lộ hai thiên hướng của con người, hình học yêu click và thối chiếm hữu lãnh thổ. Ở thang độ này, có có thể phát hiện sự sống của trí tuệ tại Boston, Washington và New York. Và với độ phân giải 10m thì có thể thấy rõ mức độ cảnh quan bị biến đổi. Loài người quả là bỏ nhiều công sức vào đây. Đấy là nói về những hình ảnh chụp vào ban ngày. Còn nếu vào lúc hoàng hôn hoặc đêm tối thì lại hiện lên những thứ khác. Lửa đốt trên những giếng dầu ở Libya và Vịnh Ba Tư. Ánh sáng nhấp giấy dưới nước sâu của những đội tàu đánh bắt mực ở Nhật Bản. Ánh đèn rực rỡ của các thành phố lớn còn nếu trong ánh sáng ban ngày ta phân độ tăng uh, phân giải để có thể phân biệt những vật có kích thước một mét thì lần đầu tiên có thể phát hiện các cá thể sinh vật cá voi trâu bò chim hạt và con người sinh vật có trí tuệ trên trái đất bộc lộ mình thông qua tính hình học đều đặn của các công trình xây dựng nếu mạng lưới kênh rạch của Lowell thực sự tồn tại thì tương tự như vậy kết luận về những sinh vật có trí tuệ cư ngụ ở sao hỏa cũng có sức thuyết phục để phát hiện được sinh vật trên sao hỏa thông qua những ảnh chụp, cho dù chụp từ quỹ đạo quanh sao hỏa, thì những sinh vật ấy phải thực hiện được những thay đổi rất lớn ở trên bề mặt. Các nền văn minh kỹ thuật kiến tạo nên những kênh đào thì rất dễ tìm ra, nhưng mà ngoại trừ một hai đường nét bí ẩn, người ta không phát hiện ra được cái gì rõ ràng trong vô vàn những chi tiết bề mặt mà con tàu vũ trụ tự động chụp được. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khả năng khác bao hàm từ cây cối và động vật. Uh, bao hàm từ cây cối và động vật lớn cho đến vi sinh vật, các dạng sinh vật đã tuyệt diệt cho tới tận khả năng một hành tinh hiện giờ không có và chưa bao giờ có sự sống. Vì sao Hỏa ở xa mặt trời hơn là Trái Đất nên nhiệt độ của nó thấp hơn đáng kể, không khí tại đó loãng, chủ yếu chứa dioxit carbon nhưng cũng có một số nitơ và argon ở dạng phân tử cùng với một lượng rất ít hơi nước, oxy và ozone các khối nước dạng lỏng lộ thiên hiện nay không thể có vì áp suất khí quyển trên sao hỏa thấp đến mức ngay cả nước lạnh cũng nhanh chóng sôi lên. Có thể có những lượng nước dạng lỏng tí ti trong những khe lỗ và ống mau dẫn trong đất. Lượng oxy quá ít không đủ cho con người thở. Ozone cũng chẳng nhiều nhận gì nên bức xạ tử ngoại sát quẩn từ mặt trời tha hồ bắn phá bề mặt sao hỏa mà không bị cản trở. Liệu có sinh vật nào sống được trong môi trường như vậy hay là không? để thử nghiệm vấn đề này. Nhiều năm trước tôi và các đồng nghiệp đã làm ra những căn bường mô phỏng môi trường sao hỏa theo kiểu theo hiểu biết khi đó. Chúng tôi đã đưa các vi sinh vật trái đất vào trong và chờ đợi xem có con nào sống sót hay không. Nhưng mà cái buồm như thế được những cái bùm như thế được gọi là châm sao hỏa. Nhiệt độ trong châm sao hỏa được quay vòng trong phạm vi nhiệt độ sao hỏa điển hình từ cao hơn điểm đóng băng một chút vào khoảng giữa trưa đến khoảng âm 80 độ C ngay trước lúc bình minh. Khí quyển thiếu oxy chủ yếu gồm CO2 và, và N2. Những ngọn đèn tử ngoài tái hiện dòng bức xạ khắc nghiệt, không có nước lỏng, trừ những màn rất mỏng làm ẩm từng hạt cát riêng lẻ. Một số vi trùng bị lạnh cống đến chết ngay sau đêm đầu tiên và không bao giờ sống lại nữa. Số khác ngập thở và tử vong vì thiếu oxy, có con thì chết khác, lại có con bị tia tử ngoại nướng khô nhưng luôn luôn có kha khá các chủng vi khuẩn trái đất không cần đến oxy, con thì tạm ngưng hoạt động khi nhiệt độ xuống quá thấp, con thì trốn tia tử ngoại dưới sỏi cội hoặc các lớp cát mỏng. Trong những thí nghiệm khác, khi có một lượng nước nhỏ thì vi khuẩn lại có thể tăng trưởng nữa. Nếu vi khuẩn trái đất có thể sống sót được trong môi trường sao hỏa thì vi khuẩn sao hỏa nếu chúng tồn tại tất phải sống trên đó thoải mái hơn nhiều. Nhưng trước tiên chúng ta phải lên tới đó cái đã. Liên Xô tích cực tiến hành một chương trình thám hiểm hành tinh không mang theo con người. Cứ 1-2 năm thì vị trí tương đối so với nhau của các hành tinh cùng với kiến thức vật lý Kepler và Newton lại cho phép người ta phóng một con tàu vũ trụ tới sao hỏa hoặc sao kim mà chỉ cần chi phí năng lượng tối thiểu. Từ đầu những năm 1960, Liên Xô đã bỏ lỡ vài cơ hội như thế. Sự kiên trì theo đuổi mục đích và tai nghề kỹ thuật dần dần đã được đền bù xứng đáng. Năm con tàu vũ trụ của Liên Xô từ Venera 8 đến Venera 12 đã đổ bộ xuống sao kim và truyền dữ liệu thành công từ bề mặt hành tinh. Một thành tích phải nói là không xoàn chút nào trong môi trường khí quyển nóng, đặc và có độ ăn mòn cao đến như vậy. Nhưng dù có nhiều nỗ lực, Liên Xô vẫn chưa một lần nào đổ bộ thành công xuống sao hỏa. Một nơi mà ít nhất theo cảm nhận ban đầu dường như mến khách hơn với nhiệt độ lành lạnh, một bầu khí quyển lãng hơn nhiều và chứa những chất khí hiền lành hơn. Với các tỏm băng ở cực, bầu trời màu hồng trong sáng, những đụng cát lớn, các lòng sông cổ, một thung lũng rift bao la, ngọn núi lửa lớn nhất mà chúng ta biết được trong hệ mặt trời và những buổi chiều hè êm dịu. Đấy là một thế giới giống trái đất hơn nhiều so với sao kim. Năm 1971, tàu Mars 3 của Liên Xô đã đi vào khí quyển sao hỏa. Theo thông tin được tự chuyện tự, tự động truyền về bằng vô tuyến, nó đã thay nó đã cho chạy thành công hệ thống tiếp đất khi mà vào khí quyển xây màn trắng bảo vệ nhiệt đúng hướng xuống dưới mở bung dù lớn và khởi động các tên lửa hãm ở chặng cuối của đường bay hạ xuống sao hỏa theo các dữ liệu do Mars 3 truyền về thì ắt nó phải hạ cánh thành công xuống hành tinh đó thế nhưng sau khi tiếp đất con tàu truyền về trái đất một phần dài 20 giây của các bức ảnh truyền hình chẳng có chi tiết gì rồi sau đó ngừng hoạt động một cách bí ẩn. Năm 1973, một chuỗi sự kiện hoàn toàn tương tự lại xảy ra với khoang đổ bộ của tàu Mark 6. Trong trường hợp này, nó ngừng hoạt động sau khi hạ cánh chỉ trong một vòng một vài à, trong vòng một vài Sorry bạn, trong vòng một giây ha, chỉ trong vòng một giây. Cái gì đã gây ra trục trặc vậy? <laughs> Như vậy là Liên Xô đã từng nhiều lần phóng tàu lên sao kim và thành công ở sao kim truyền tín hiệu về Còn riêng sao hỏa thì không thành công ha, không thành công Đó là tính tới năm 1973 các bạn nha Hình minh họa đầu tiên về Mars 3 mà tôi bắt gặp là trên một con tem Liên Xô ghi giá 16 Cobus Mô tả con tàu đang hạ xuống xuyên qua một đám mây mờ đục màu tía Tôi đoán chừng họa sĩ muốn thể hiện bụi và gió mạnh Mark Spa đi vào khí quyển sao hỏa khi đang diễn ra một cơn bão bụi lớn quy mô toàn hành tinh. Chúng tôi đã chứng kiến từ chuyến bay của con tàu Mariner 9 của Mỹ hiện tượng gió gần bề mặt với vận tốc lớn hơn 140m trên một giây, nhanh hơn một nửa vận tốc âm thanh trên sao hỏa, bốc lên trong cơn bão. Cả các đồng nghiệp Liên Xô lẫn chúng tôi đều cho rằng có nhiều khả năng những cơn gió mạnh ấy đã cuốn Max 3 cùng với chiếc dù mở tung, khiến cho nó tiếp đất khá êm theo hướng thẳng đứng, nhưng với tốc độ chống mặt theo hướng nằm ngang. Một con tàu vũ trụ hạ xuống bằng một chiếc dù lớn thì gần như là bó tay với gió theo hướng ngang. Sau khi tiếp đất, chắc là Max 3 đã làm vai của nhảy chồm chồm và phải một tảng đá hay cái gì đó ở địa hình sao hỏa, đổ nhộn lao, đổ lộn nhào, mất liên lạc vô tuyến với tàu mẹ đã đưa nó đến đây rồi chết hẳn. Thế nhưng tại sao Max 3 lại tiến vào nơi ấy giữa lúc cơn bão bụi hoành hành? chả là chuyến bay của Mars 3 đã được hoạch định xích sao từ trước khi phóng con tàu, từng bước mà nó phải thực hiện đã được đưa vào máy tính trên tàu trước khi nó rời trái đất, không còn cơ hội thay đổi chương trình máy tính trước được nữa, ngay cả khi đã biết rõ mức độ của trận bão lớn năm 1971. Nói theo ngôn ngữ của nhà nghề thì ngành thám hiểm vũ trụ chuyến bay của Mars 3 đã được lập trình sẵn từ trước chứ không phải mang tính thích ứng. Thất bại của Mark 6 lại càng bí ẩn hơn. Không có một con cơn bão cấp hành tinh nào xảy ra khi con tàu này đi vào khí quyển sao hỏa. Cũng chẳng có lý do nào để ngờ rằng có một cơn bão cục bộ như là thỉnh thoảng đã vẫn xảy ra. Tại nơi hạ cánh, có lẽ đã có một trục trặc kỹ thuật vào thời điểm tiếp đất hoặc có thể tồn tại một cái gì đó đặc biệt nguy hiểm trên bề mặt của sao hỏa. Những thành công của Liên Xô trong việc đổ bộ xuống sao kim đang xen với thất bại của họ trong việc đổ bộ xuống sao hỏa tất nhiên đã gây cho chúng tôi ít nhiều lo lắng về chương trình Viking của Hoa Kỳ được ấn định một cách không chính thức là là cho đổ bộ nhẹ nhàng xuống bề mặt Sao Hỏa một trong hai con tàu thuộc chương trình này vào đúng ngày kỷ niệm 200 năm thành lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 năm 1976 giống như các con tàu Soviet giống như các con tàu Soviet tiền bối kỹ thuật đổ bộ bao gồm một màn trắng bảo vệ nhiệt một cái dù và các tên lửa hãm vì mật độ khí quyển sao hỏa chỉ bằng 1% khí quyển trái đất nên phải sử dụng một cái dù rất to, đường kính 18m để hãm tàu vũ trụ khi nó đi vào khí quyển rất loãng của sao hỏa. Bầu khí quyển ấy loãng đến nỗi nếu Viking hạ xuống một vùng đất cao thì sẽ không có đủ không khí để hãm nổi con tàu đang lao xuống, nó sẽ vỡ tan tành. Do đó, một đòi hỏi là địa điểm hạ cánh phải là mở một vùng đất thấp kết quả khảo sát của tàu Mariner 9 và những nghiên cứu bằng radar trên trái đất, chúng tôi biết được nhiều vùng như thế. Để tránh số phận hẩm hiu của Max 3, chúng tôi muốn Viking hạ cánh tại một nơi và vào thời điểm mà gió thổi yếu. Những cơn gió phá tan được tàu vũ trụ chắc là phải đủ mạnh để cuốn bụi bốc lên khỏi bề mặt. Nếu có thể kiểm tra để chắc chắn rằng địa điểm được đề cử làm nơi hạ cánh không bị phủ bởi những luồng bụi, trôi giạt và xáo động thì ít ra chúng ta cũng có cơ hội tốt đảm bảo rằng gió sẽ không mạnh đến mức gây ra tai họa. Đó là lý do mỗi khoang đổ bộ của Viking được khoan quỹ đạo của nó đưa vào và chờ trên quỹ đạo quanh sao hỏa và sự đổ bộ được lui lại để để khoan quỹ đạo khảo sát địa điểm hạ cánh. Bằng tàu Mariner 9, chúng tôi phát hiện ra những thay đổi có tính đặc trưng của các đám sáng và đám tối trên bề mặt sao hỏa diễn ra khi có gió mạnh. Hiển nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo rằng một địa điểm hạ cánh cho Viking là an toàn nếu ảnh chụp từ quỹ đạo cho thấy các đám sáng tối này xáo động. Dù vậy, việc không có sự xáo động nào cũng chưa phải là sự bảo đảm chắc chắn 100%. Chẳng hạn, chúng ta có thể hình dung một địa điểm hạ cánh mà tại đó gió mạnh đến nỗi tất cả những loại bụi nào cuốn đi được thì đã bị thổi bay đi hết rồi. Khi ấy, chúng ta không thấy dấu hiệu rằng gió mạnh có thể tồn tại ở đó. Những dự báo thời tiết cho sao hỏa tất nhiên là kém tin cậy hơn nhiều dự báo thời tiết cho trái đất. Xin nói thêm là một trong nhiều mục đích trong sứ mệnh của Viking là cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về thời tiết trên cả hai hành tinh. Vì những ràng buộc của khí cạnh thông tin liên lạc và nhiệt độ mà Viking không thể hạ cánh ở các vĩ độ cao quá, dịch lên về phía cực quá các vĩ độ 45 hay 50 ở hai bán cầu thì thời gian liên lạc hữu dụng của con tàu với trái đất cũng như là thời gian con tàu tránh được nhiệt độ thấp đến mức nguy hiểm sẽ thu hắn lại một cách đáng kể. Chúng tôi không muốn hạ cánh ở một nơi mấp mô gồ ghề quá vì con tàu có thể bị lật nhào và vỡ tan hoặc một cánh tay máy của nó dùng để lấy mẫu đất sao hỏa có thể bị vướng kẹt hoặc là chỉ hoa hô, hô một cách bất lực ở trên không trung cách mặt đất chừng 1 mét. Vì những lý do tương tự, chúng tôi cũng chẳng muốn hạ cánh ở những nơi đất quá mềm nếu ba cái càng chống của con tàu bị lún sâu xuống nền đất tơi xốp thì sẽ có chuyện không hay, bao gồm cái chuyện cánh tay lấy mẫu không cử động được. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng không muốn hạ cánh ở một nơi quá cứng. Chẳng hạn, nếu mà hạ cánh trên một bãi dung nham dạng thủy tinh, không có vật chất dạng bột trên bề mặt thì cánh tay máy sẽ không thể thu nhập được mẫu đất đá có tầm quan trọng sống còn đối với thí nghiệm hóa học và sinh học theo kế hoạch. Những bức ảnh tốt nhất có được khi đó về sao Hỏa, chụp từ quan quỹ đạo của tàu Mariner 9 cho phép phân biệt những chi tiết địa hình có bề mặt không nhỏ hơn 90 m. Những bức ảnh của khoang quỹ đạo tàu Viking chỉ cải thiện con số trên chút đỉnh. Những tảng đá kích thước 1 m hoàn toàn không nhìn được, được trên các bức ảnh đó mà chúng có thể gây ra những hậu quả tai hạ, tai họa cho khoang đổ bộ của tàu Viking. Đất bột mềm phủ dày bề mặt cũng không thể phát hiện qua các ảnh chụp. May thay, có một kỹ thuật giúp chúng ta xác định mức độ gồ ghề hay là mềm xốp của một địa điểm dự tuyến làm nơi hạ cánh, đó là radar. Một nơi rất gồ ghề sẽ khuếch tán sóng radar đến từ trái đất ra tứ phía của của rìa chùm sóng. Do đó, nó có vẻ như phản xạ sóng rất kém, tức là có màu tối đối với radar. Một nơi rất mềm cũng phản xạ sóng kém vì có nhiều kẻ hở giữa các hạt cát Tuy nhiên, không thể phân biệt giữa những chỗ gồ ghề và những chỗ đất mềm. Nhưng mà chúng ta cũng chẳng cần phải phân biệt điều đó nếu chọn địa điểm hạ cánh. Chúng ta chỉ cần biết rằng cả hai loại địa điểm trên đều nguy hiểm. Những khảo sát sơ bộ bằng radar cho biết có tới 1 phần 4, thậm chí 1 phần 3 diện tích bề mặt sao hỏa có thể là vùng tối đối với radar. Do đó, nguy hiểm cho Viking. Nhưng không phải tất cả bề mặt sao hỏa đều có những khảo sát bằng radar đặt trên trái đất mà chỉ có một vệt dài nằm giữa 25 độ Bắc và 25 độ Nam. Khoan quỹ đạo của tàu Viking không được trang bị hệ thống radar của riêng nó để khảo sát bề mặt của hành tinh. Vậy là có quá nhiều hạn chế. E rằng quá nhiều. Những địa điểm hạ cánh mà chúng ta chọn phải không được quá cao, không được quá gió, không được quá cứng, không được mềm quá, không được gồ ghề quá, cũng không được quá gần. À, không được quá gần cực ha. Điều tuyệt vời là vẫn có những chỗ trên sao Hỏa đồng thời thỏa mãn tất cả các tiêu chí an toàn của chúng ta, nhưng cũng rõ ràng là sự tìm kiếm một bãi đậu an toàn để dẫn chúng ta tới những địa điểm hạ cánh khá là tẻ nhạt. Đọc cái này mới thấy là công nghệ vũ trụ của của nước ngoài họ phát triển kinh khủng khiếp. Thậm chí là 50 năm trước họ đã gọi là đưa con tàu rất là nhiều Nga là phải phóng tới 6-7 con tàu để đáp vào sao hỏa mà không thành công ha Mỹ cũng có phóng luôn mà từ 50 năm trước rồi Mà các bạn tưởng tượng là phóng con tàu ra, con tàu tới gần sao hỏa xong rồi thám tính như thế nào đó Rồi phát cái tín hiệu về cho trái đất Rồi trái đất mới lập kế hoạch coi là có nên phóng con tàu nhỏ trong khoang để đáp xuống sao hỏa để nghiên cứu sao hỏa hay không à. Khoa học thấy kinh khủng quá ha nội là chế tạo một cái chiếc trực thăng hay là một cái chiếc máy bay là đối với chúng ta đã là đã, đã là rất là khó rồi không hề đơn giản mà ở đây làm ra con tàu vũ trụ mà từ năm trước 50 năm trước họ đã làm ra được rồi các bạn ha mà tàu vũ trụ rất là phức tạp nha chứ không phải đơn giản như là chúng ta tưởng như là phóng con tàu ra cứ nó đi thẳng một mạch tới sao hỏa không phải vậy nha hôm bữa mình coi cái hình mà phóng tàu vũ trụ các bạn rất là khó luôn nó phải đi theo cái đường vòng của trái đất này các bạn. Thậm chí khi mà bay ra khỏi trái đất mà tới mặt trăng á, giống như trái đất lại hình tròn ở đây đi. Đó nó phóng ra ngoài. Cái nó phải bay một vòng nó dựa theo cái uh, lực hấp dẫn của trái đất á để nó tạo ra cái quán tính. Nó bay vòng càng ngày càng xa rồi nó bứt khỏi cái lực hấp dẫn của trái đất. Đó rồi tới đây là mặt trăng nè. Nó tới rồi nó phải bay vòng 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 ở trên á, càng ngày càng vòng lại gần mặt trăng. Xong rồi cái lực uh, đạt được cái chỗ nào thích hợp rồi đó, nó mới từ từ nó hạ xuống chứ không phải là bắn một cái chéo từ đây một cái đường thẳng từ trái đất lên sao hỏa ha đó là nó càng phức tạp hơn nữa phải tính toán như thế nào mà nó đi ra khỏi trái đất rồi nó đi đường vòng như thế nào mà nó lấy đủ cái cái lực quán tính để nó đẩy một cái bay lên được tới mặt trăng hay là bay lên được cái sao hỏa đó mà tất cả là không phải điều khiển bằng tay mà điều khiển bằng máy tự động hết luôn rất là kinh khủng ha nhiều khi là cái ai của họ chế tàu sao chế được cái con tàu sao hỏa đó cái con tàu mà đi lên sao hỏa là nó còn hơn ai mà chúng ta đang sử dụng phổ thông bây giờ chúng ta đang biết luôn á vậy là còn nhiều hạn chế e rằng quá nhiều à phần này đọc rồi khi mà từng con tàu trong số hai con tàu viking tổng tổ hợp khoan quỹ đạo với khoan đổ bộ đã được đưa vào quỹ đạo quanh sao hỏa thì quyết định hạ cánh xuống một vĩ độ nhất định nào đó của sao hỏa là không thể thay đổi nếu mà điểm thấp của quỹ đạo đến đúng vào 21 độ vĩ Bắc sao Hỏa thì khoan đổ bộ sẽ hạ xuống 21 độ B, cho dù nếu đợi cho hành tinh quay bên dưới thì nó có thể hạ xuống bất cứ kinh độ nào. Đội ngũ khoa học gia của dự án Viking đã chọn các vĩ độ dự tuyến để có một vài địa điểm hứa hẹn. Viking 1 đã được nhắm đến cho 21B, địa điểm số 1 à, địa điểm số 1 nằm ở khu vực có tên là Cheris. Trees Chris Tiếng, gốc tiếng Hy Lạp nghĩa là đất chứa vàng gần nơi tụ hợp các bốn cái làng kênh ngoằn ngoèo có lẽ là vào thời xa xưa trong lịch sử sao hỏa là do nước chảy bào mòn mà thành có vẻ như địa điểm Chris thỏa mãn mọi tiêu chí các quan sát bằng radar khu vực Chris được tiến hành lần đầu tiên chỉ vài tuần trước ngày đổ bộ đã ấn định lý do là vì hạn chế hình học giữa trái đất và sao hỏa vĩ độ hạ cánh dự kiến cho Viking 2 là 44 độ B Địa điểm số 1 nơi có tên là Sidonia được chọn bởi vì theo một số luận cứ lý thuyết ở đó có nhiều khả năng là tồn tại một lượng nước nhỏ ít nhất là vào một thời điểm nào đó trong năm sao hỏa. Vì các thí nghiệm sinh học Viking tập trung hướng đến các sinh vật ưa môi trường nước nên một vài nhà khoa học cho rằng cơ hội Viking tìm được sự sống tại Sidonia sẽ cao hơn nhiều. Mặt khác, lại có lý lẽ tranh biện cho rằng trên một hành tinh nhiều gió như sao hỏa thì sinh thì vi sinh vật sẽ có mặt ở khắp nơi nếu chúng tồn tại ở đâu đó trên sao hỏa cả hai điểm này đều có lý thật khó chọn quan điểm nào tuy nhiên có một điều rõ ràng là ở vĩ độ 44 độ b hoàn toàn nằm ngoài tầm với của khảo sát bằng radar chúng tôi phải chấp nhận rủi ro thất bại lớn đối với Viking 2 nếu cứ bám lấy các vĩ độ cao phía bắc đôi lúc có lý lẽ tranh luận uh, tranh biện rằng nếu Viking 1 đã đổ bộ và hoạt động tốt thì chúng ta có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn với Viking 2 Tôi thì giữ quan điểm rất bảo thủ đối với số phận của một chương trình cỡ tỷ đô. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến trường hợp một thiết bị then chốt bị trục trặc ở Chris ngay sau khi mà cuộc đổ bộ ở Sidonia không may thất bại. Để thăng thêm sự lựa chọn cho Viking, chúng tôi đã chọn thêm các địa điểm hạ cánh rất khác về mặt địa lý so với Chris và Sidonia ở khu vực đã được radar kiểm định gần vĩ độ 4 độ N. Quyết định về việc Viking sẽ hạ xuống ở một điểm vĩ độ cao hay thấp sẽ được đưa ra gần như vào phút cuối cùng khi đã chọn được một địa điểm có cái tên đầy hy vọng Utopia ở cùng vĩ độ với Sidonia. Đối với Viking 1, sau khi chúng tôi kiểm tra các bức ảnh chụp từ khoang quỹ đạo và dữ liệu muộn màng của radar trên trái đất, thì địa điểm hạ cánh ban đầu có vẻ như mạo hiểm đến mức không chấp nhận được. Đã có lúc tôi lo rằng nó sẽ chịu chung cảnh ngộ của con tàu người Hà Lan bay huyền thoại là sẽ lang thang mãi mãi trên bầu trời sao hỏa mà không tìm được bến đỗ an toàn. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một chỗ thích hợp, vẫn ở vùng Chris nhưng ở xa nơi hợp lưu của bốn con kênh cổ. Sự chậm trễ đã khiến cho chúng tôi không kịp thực hiện cuộc đổ bộ vào đúng ngày 4 tháng 7 năm 1976. Nhưng mọi người đều nhất trí rằng một cuộc hạ cánh thất bại vào ngày đó sẽ là món quà sinh nhật 200 năm tồi tệ cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Việc cho tàu rơi quỹ đạo và đi vào quý quyển sao hỏa được tiến hành chậm hơn dự kiến ban đầu 16 ngày. Sau một chặng đường liên hành tinh dài trăm triệu km quanh mặt trời và mất tới một năm rưỡi, từng con tàu tổ hợp khoan quỹ đạo và khoan đổ bộ đã được đưa vào quỹ đạo dự kiến của nó quanh sao hỏa. Các khoan quỹ đạo khảo sát và các địa điểm hạ cánh đã, đã chọn. Còn khoan đổ bộ thì, thì, đi vào khí quyển sao hỏa theo sự điều khiển vô tuyến từ trái đất và hướng đúng xuống dưới màn trắng bảo vệ nhiệt. À, <laughs> mở dù, trút bỏ các vỏ bảo vệ và khởi động các tên lửa hãm. Tại hai vùng Chris và Utopia, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, con tàu vũ trụ đã hạ xuống nhẹ nhàng và an toàn trên hành tinh đỏ. Hai cuộc đổ bộ này thành công phần lớn là nhờ vào tài nghệ tuyệt vời thể hiện trong trong thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, phần khác nhờ kỹ năng của những người thao tác điều khiển con tàu. Nhưng đối với một hành tinh nguy hiểm và bí ẩn như Sao Hỏa thì ít ra cũng còn yếu tố may mắn nữa. Ngay sau khi mà đổ bộ, tàu đã truyền về những bức ảnh đầu tiên Ờ, cái bức ảnh mà sao hỏa ở trên mạng nó có một cái bức ảnh HD 360 về sao hỏa các bạn ha. Chúng ta có thể lên YouTube để coi hoặc là lên Google để sạch Đó, một cái bức ảnh mà người ta tổng hợp ảnh HD luôn và 360 nghĩa là các bạn có thể uh, xoay để coi một vòng ha. Chúng tôi biết rằng mình đã phải chọn những hình uh, những chỗ tẻ nhạt. Nhưng mà chúng tôi có thể hy vọng bức ảnh đầu tiên do khoan đổ bộ của Viking 1 chụp thể hiện một trong những cái chân chống của nó. Phong trường hợp nó bị lúng dần xuống cát chạy ở sao hỏa. Thì chúng tôi muốn biết điều đó trước khi con tàu bị mất. Hình ảnh hiện ra từng dòng một cho đến khi chúng tôi nhìn thấy chân chống con tàu nhô cao vững chãi trên nền đất khô của sao hỏa và thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc các bức ảnh khác hiện ra. Mỗi phần tử của bức ảnh đều được truyền bằng vô tuyến về trái đất. Tôi còn nhớ mình đã sững sờ khi thấy hình ảnh đầu tiên về chân trời sao hỏa. Tôi chợt nghĩ rằng đấy không phải là một thế giới xa lạ. Tôi đã từng biết những nơi giống như thế ở các bang Colorado, Arizona và Nevada. Cũng vẫn là đá, vẫn là côn cát và phía xa nhô cao lên. Tự nhiên và thân thiện như bất cứ cảnh quan nào ở trên trái đất. Đúng rồi, cái hình ảnh sao hỏa các bạn nhìn cũng giống giống cái đất à. Giống như là một cái vùng sa mạc vậy đó. <laughs> sao hỏa cũng là một chốn khả dĩ. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu trông thấy một nhà thăm dò địa chất tóc hoa râm hiện ra phía sau đụng cát, tay dắt con la. Nhưng đồng thời, ý nghĩ ấy dường như cũng không có gì lạ lùng. Những ý nghĩ dù còn xa mới giống như thế đã chẳng mảy may xuất hiện trong đầu tôi suốt những giờ tôi nhìn ngắm các hành, các hình ảnh về bề mặt sao kim do các con tàu Venera 9 và Venera 10 chụp được. Dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy một điều, đây là thế giới mà chúng ta sẽ còn quay trở lại cảnh quan lộ ra trần trùi mang sắc đỏ và dễ thương những khối đá bị hất ra khi một hố phễu hình thành lăn lóc ở phía chân trời những đụng cát nhỏ đá thì luôn bị cát bay che phủ rồi lại lộ ra những cuộn vật chất cỡ hạt nhỏ bị gió cuốn lên trông như là những búi lông chim đá ấy từ đâu mà có có bao nhiêu cát bị gió cuốn lên lịch sử quá khứ của hành tinh ra sao mà để lại những khối đá biến dạng, những tảng đá bị chôn vùi, những mảnh rảnh, những mảnh rảnh đa giác trên mặt đất. Đá cấu tạo từ cái gì? Có công vật liệu như cát hay không? Cát chẳng qua chỉ là đá bị nguyên vụn hay là cái gì khác? Tại sao bầu trời màu hồng? Không khí hình thành từ những chất gì? Gió mạnh đến mức nào? Vân vân và vân vân. Những câu hỏi về sao hỏa ha. Đối với từng câu hỏi trên, Viking đã cung cấp những câu trả lời dứt khoát hoặc ít ra cũng hợp lý. Sao hỏa mà chương trình Viking hé lộ hết sức thú vị, nhất là khi ta nhớ rằng các địa điểm hạ cánh được chọn vì chính sự tẻ nhạt của chúng. Nhưng mà các máy à, nhưng mà các máy ảnh đã không phát hiện được một dấu tích nào của những người xây dựng kênh đào. Chẳng có ô tô bay cũng không có gươm ngắn của xứ sở Ba Sum, không có công chúa cũng chẳng có chiến binh, không con thuốc thổ hàng, không dấu chân nào, ngay cả một cây xương rồng hay một con chuột kangaroo cũng không có nốt. Tóm lại, trong toàn bộ tầm nhìn của chúng ta, À, có được thì không có một chút dấu hiệu nào của sự sống cả. Có thể trên sao hỏa có những dạng sinh vật to lớn, nhưng mà không phải ở hai địa điểm của các con tàu đã hạ cánh. Có thể có những dạng sinh vật nhỏ bé hơn trong từng khối đá và hạt cát. Trong hầu hết lịch sử của trái đất, những vùng trên trái đất từng không có nước che phủ năm giống với sao hỏa hôm nay, với một bầu khí quyển nhiều dioxit carbon tia tử ngoại chiếu xuyên qua khí quyển không có ozone dưới tận mặt đất các loài thực vật to lớn chỉ chiếm lĩnh mặt đất cạn ở trong giai đoạn 10% cuối cùng của lịch sử trái đất còn suốt 3 tỷ năm chỉ có các sinh vật hiện diện ở khắp mọi nơi trên trái đất chỉ có các vi sinh vật ha muốn tìm kiếm sự sống trên sao hỏa chúng ta phải tìm kiếm vi khuẩn Hiền chia sẻ tác giả làm việc cho NASA và đóng góp nhiều vào dự án thiết kế điều khiển tàu vũ trụ. Chương này giống như nhật ký của ông vậy. đã Như vậy à uh, Sagan không chỉ là một cái nhà khoa học mà lý thuyết ha, mà ông là một cái người là thực hành luôn. Làm việc cho NASA, đóng góp rất là nhiều vào dự án thiết kế ha. Nên là chắc chắn là uh, những cái lời của ông biết không phải là 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 nghĩ ra mà viết như vậy ha mà là thực thực tiễn nó là như vậy hai chào thủy thủy nha khoan đổ bộ của viking đến nối dài khả năng của con người tới tận các cảnh quan xa lạ của một thế giới khác một số người đánh giá cổ máy này cũng tinh vi bằng con châu chấu số người khác lại cho rằng nó chỉ thông minh bằng một con vi khuẩn mà thôi so sánh như vậy cũng không có gì là coi thường tự nhiên nó phải mất hàng triệu hàng trăm triệu năm để vật chất tiến hóa thành con vi khuẩn và hàng tỷ năm mới tạo ra được con châu chấu chỉ với một chút kinh nghiệm trong công việc này mà chúng ta đã giải quyết khá tài tình Viking có hai con mắt như chúng ta nhưng mà đôi mắt của nó còn hoạt động ở khu vực ánh sáng hồng ngoài nơi mà đôi mắt chúng ta không thấy gì một cánh tay lấy mẫu có thể gạt đá đào và lấy mẫu đất một công cụ tựa như ngón tay mà nó dơ lên để đo vận tốc gió và hướng gió có cả những thứ tựa như một cái mũi và những cái gai vị giác với độ cao nhạy à, với độ nhạy cao hơn nhiều so với giác quan của chúng ta để cảm nhận được sự tồn tại mờ nhạt chỉ ở mức vết các phân tử một cái tai bên trong để phát hiện những tiếng ồn sâu của động đất sao hỏa và sự lắc lư nhẹ của con tàu vũ trụ do uh, do gió do gió xô và một thiết bị do tìm vi khuẩn con tàu có một nguồn năng lượng phóng xạ của chính nó nó truyền mọi thông tin khoa học mà nó thu được về trái đất bằng vô tuyến nó nhận lệnh từ trái đất do đó con người có thể nghiền ngẫm ý nghĩa các kết quả của Viking để bảo nó làm điều gì đó mới nhưng mà với những hạn chế về kích thước, chi phí và năng lượng, phương thức tối ưu để tìm kiếm vi khuẩn trên sao hỏa là gì? Chúng ta không thể hay ít ra cũng chưa thể phái các nhà vi sinh vật học lên đó. Tôi có một người bạn là nhà vi sinh vật học xuất chúng tên là Wolf v Vishniac đang công tác ở trường đại học Rochester, bang New York. Và cuối thập kỷ 1950, khi mà chúng tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc tìm kiếm sự sống trên sao hỏa, Vishniac đã có mặt trong một cuộc họp, uh, trong một cuộc hội họp khoa học. Tại đó, một nhà nghiên, uh, một nhà thiên văn bày tỏ sự ngạc nhiên về việc các nhà sinh học không có được một công cụ tự động hóa đơn giản, đáng tin cậy để tìm kiếm vi khuẩn. Vishniac bàn quyết định làm ra một công cụ gì đó để đáp ứng nhu cầu này. Anh bạn tôi đã chế tạo một thiết bị nhỏ để đưa lên sao Hỏa. Các bạn của anh ấy gọi thiết bị đó là cái bẫy của wolf hay là bẫy sói. Thiết bị đó có một cái lọ đựng dưỡng chất hữu cơ đem lên sao Hỏa. Mẫu đất sao Hỏa sẽ được trộn trong lọ và ta quan sát thay độ vẩn đục hay độ mờ của chất lỏng khi những con con trùng sao Hỏa nếu có sinh trưởng, nếu chúng sinh trưởng. Cả bẫy wolf cùng với ba thí nghiệm vi sinh khác đã được chọn đưa vào khoang đổ bộ của tàu Viking. Hai thí nghiệm cũng nhằm cung cấp thức ăn cho vi sinh vật sao hỏa. Muốn bẫy quốc thành công thì nhất thiết lũ con trùng sao hỏa phải thích thứ nước dùng kia. Cũng có những người cho rằng Vishniak sẽ chỉ làm đám sinh vật sao hỏa tí hon chết đuối mà thôi. Nhưng mà ưu điểm của bẫy quốc là không bắt lũ vi khuẩn phải làm gì với chỗ thức ăn miễn là chúng sinh trưởng. Tất cả các thí nghiệm khác đều dựa trên những giả định đặc biệt là có những chất khí mà vi khuẩn thải ra hoặc tiết vào. Những giả định Uh, chả khá hơn là sự đoán mò là bao nhiêu cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ NASA đơn vị điều khiển chương trình vũ trụ của Hoa Kỳ luôn chịu những lần cắt giảm chi phí thường xuyên và không dự đoán trước được những đợt tăng kinh phí bất ngờ thì hiếm khi xảy ra các hoạt động khoa học của NASA rất ít được uh, rất ít nhận được sự ủng hộ hữu hiệu trong chính phủ do đó khoa học thường là đích ngắm mỗi khi người ta cần rút tiền khỏi ngân quỹ của NASA Năm 1971, người ta đã quyết định cắt bỏ một trong bốn thí nghiệm vi sinh, thế là bảy wolf bị loại. Điều đó làm Vishniac thất vọng sâu sắc vì anh ta đã bỏ ra 12 năm để phát triển thiết bị ấy. Ở vào hoàn cảnh của anh, hẳn nhiều người khác sẽ rời khỏi đội sinh học Viking. Nhưng Vishniac là một người nhã nhặn và hoàn toàn tâm toàn ý. Thay vào đó, anh cho rằng mình sẽ phục vụ tốt nhất cho công cuộc tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa bằng cách đi đến một nơi trên trái đất mà môi trường sống giống Sao Hỏa nhất những thung lũng khô ráo của châu nam cực một vài nhà nghiên cứu trước đó đã xem xét đất châu nam cực và quả quyết rằng một số vi khuẩn mà họ phát hiện được thực ra không phải gốc gác ở những thung lũng khô ráo ấy mà đã được đưa đến từ những môi trường khác ôn hòa hơn nhớ lại các thí nghiệm của những cái châm sao hỏa vishniac tin rằng sự sống rất dẻo dai và châu nam cực hoàn toàn có khu hệ vi sinh vật của riêng nó nếu mà những con trùng ở trái đất có thể sống được trên sao hỏa, anh suy luận thì tại sao chúng lại không sống được ở châu Nam Cực, nơi dứt khoát ấm hơn, ẩm ướt hơn, có nhiều oxy hơn và ít tia tử ngoại hơn hẳn. Ngược lại, tìm được sự sống ở những thung lũng khô ráo của châu Nam Cực sẽ làm tăng thêm khả năng của sự sống trên sao hỏa. sao hỏa các bạn do là chúng ta thấy nó màu đỏ nên chúng ta cứ thường thường nghĩ sao hỏa với lại cái tên nữa cứ tưởng sao hỏa là nó phải nóng lắm nhưng mà thật ra thì không ha do sao hỏa ở xa mặt trời hơn cả trái đất nên nó sẽ rất là lạnh nha nên nó sẽ rất là lạnh những dưỡng chất thích hợp với môi trường thuận lợi trong phòng thí nghiệm vi sinh của trường đại học không được làm ra để dành cho vùng đất hoàng vùng đất hoang khô cằn ở địa cực thế là vào ngày 8 tháng 11 năm 1973 Vishniac cùng thiết bị vi sinh của Anh và một nhà địa chất đồng hành được máy bay trực thăng chở từ trạm Makmurdo tới một khu vực gần núi Bonder, nơi là một thung lũng khô ráo ở dãy Aska. Công việc của anh là chôn cất các bùn nuôi vi sinh nhỏ vào trong đất của châu Nam Cực, rồi một tháng sau sẽ quay trở lại để lấy ra. Ngày 10 tháng 12 năm 1973, anh lên đường đi thu mẫu trên núi Bonder. Giây phút khởi hành của anh được chụp ảnh từ một nơi cách xa 3 km. Đó là lần cuối cùng người ta trông thấy anh còn sống. Chà, yeah, như vậy là đã hy sinh rồi hả? 18 tiếng đồng hồ sau đó, thi thể của anh được phát hiện dưới chân một tảng băng. Anh đã đi vào một khu vực chưa từng lai vạn trước đó, rồi chắc do trượt chân trên băng mà ngã nhào xuống sườn dốc cách đó 150 mét. Có lẽ là mắt anh mãi dõi theo cái gì đó. Có thể là một môi trường sống thích hợp cho vi khuẩn hay chẳng hạn một vạt cây xanh lá ở nơi lẽ ra không thể có được. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân thật sự. Trong cuốn sổ tay nhỏ màu nâu mà anh mang theo hôm đó, những dòng ghi sau cùng như sau. Lấy lên buồn 202, 10 tháng 12, 1973. Hai... Chúng là những cái dòng rất là ngẫu nhiên ha. Nhiệt độ đất âm 10 độ, nhiệt độ không khí âm 16 độ. Đó là nhiệt độ điển hình của mùa hè trên sao hỏa. Nhiều buồn vi sinh của Vizniac giờ và vẫn còn nằm ở châu Nam Cực Nhưng mà những mẫu anh đã lấy về đều được các đồng nghiệp và bạn bè có chuyên môn khảo sát bằng chính những phương pháp của anh Gần như tại mỗi địa điểm khảo sát đều tìm thấy sự phong phú đa dạng của vi khuẩn mà áp dụng các kỹ thuật thông thường không thể phát hiện được Helen Simpson Wisniak, người vợ quá của anh, đã khám phá ra trong các mẫu anh mang về một loại nấm men mới, có lẽ độc nhất vô nhị ở châu Nam Cực những hòn đá lớn ấy từ châu Nam Cực về trong chuyến thám hiểm ấy được Amara Friedman khảo sát. Hóa ra lại tồn tại một thế giới vi sinh vật kỳ lạ ở sâu 1-2 mét ở bên trong đá. Một loài tảo đã tạo ra một địa hạt tí hon nhốt một lượng nước rất nhỏ ở trạng thái lỏng. Trên sao hỏa, một vị trí như thế sẽ còn thú vị hơn nữa. Vì trong khi ánh sáng nhìn thấy được cần cho sự quan hợp sẽ thâm thập tới độ sâu ấy, thì ánh sáng tử ngoại sát khuẩn ít nhất là sẽ cũng yếu đi đó như vậy là có vi sinh vật ở trong một cái tảng băng mở sâu trong cái tảng băng luôn như vậy thì sao hỏa là hoàn toàn có khả năng có sự sống ở trên đó ha bởi vì thiết kế cho các chuyến bay và vũ trụ đã hoàn tất nhiều năm trước khi phóng và bởi Vizniac chết nên các kết quả thí nghiệm ở châu Nam Cực của Anh đã không ảnh hưởng đến chương trình tìm kiếm sự sống ở sao hỏa. Nói chung, các thí nghiệm vi sinh không được thực hiện ở nhiệt độ thấp như môi trường của sao hỏa và hầu hết không có được thời gian ủ lâu. Tất cả đều chỉ dựa trên các giả định về phương thức trao đổi chất trên sao hỏa cũng chẳng có dịp tìm kiếm sự sống nào ở bên trong các tảng đá. Mỗi khoang đồ sổ Viking được trang bị một cánh tay để lấy mẫu để thu thập vật chất trên bề mặt rồi từ từ đưa các mẫu vào trong tàu, chuyển mẫu lên các thùng chứa hình phẻo giống như đoàn tàu chạy điện đến 5 bộ phận thí nghiệm khác nhau. Một về hóa học vô cơ của mẫu đất, Thí nghiệm thứ hai để tìm các phân tử hữu cơ trong cát và bùi. Thí nghiệm thứ ba là tìm các vi sinh vật dạng vi khuẩn. Khi mà tìm kiếm sự sống trên một hành tinh, chúng ta thường có sẵn những giả định. Chúng ta cố gắng trong chừng mực có thể giả định rằng sự sống ở nơi khác không giống với sự sống ở đây. Nhưng có những hạn chế ràng buộc chúng ta. Chúng ta chỉ biết rõ sự sống trên trái đất trong khi đó các thí nghiệm vi sinh của Viking là cố gắng tiên phong đầu tiên nên khó có thể có được một câu trả lời xác định về sự sống ở trên sao hỏa các kết quả vừa như trên các kết quả vừa như trêu tức vừa chán nản vừa như khiêu khích kích thích và ít ra là cho đến gần đây vẫn chưa thể kết luận được gì mỗi một thí nghiệm trong số 3 thí nghiệm vi sinh đều tìm hiểu một vấn đề khác nhau nhưng trong cả 3 trường hợp đều có cái chung là tìm hiểu quá trình trao đổi chất ở trên sao hỏa nếu như trong đất sao hỏa có vi sinh vật thì chúng phải hấp thụ thức ăn và tống ra khí thải hoặc chúng phải hấp thụ các khí trong khí quyển và có thể với sự giúp đỡ của ánh sáng mặt trời biến các chất ấy, khí ấy thành chất hữu cơ Vậy là chúng ta đem thức ăn lên sao Hỏa và hy vọng rằng sinh vật sao Hỏa nếu có sẽ cảm thấy những thức ăn ấy ngon. Rồi, chúng ta sẽ theo dõi uh, có những chất khí nào mới thoát ra từ đất, hoặc chúng ta sẽ cung cấp các chất khí được đánh dấu bằng phóng xạ và theo dõi xem chúng có biến thành chất hữu cơ hay không để suy luận về sự tồn tại của sinh vật trên sao Hỏa. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Huy Nguyễn chia sẻ. Từ trước tới giờ vẫn cứ nghĩ sao hỏa sức nóng phải lên tới cả trăm độ Vì cái tên của nó, cái suy nghĩ mặc nhiên của một hệ thống <laughs> Của hệ thống 1 <laughs> Ok, Huyện Nguyễn ơi Hệ thống 1 theo mình nhớ là trong cuốn uh, Tư duy nhanh và chậm, chúng ta có hai kiểu tư duy ha Hệ thống 1 và hệ thống 2 Tư duy nhanh và tư duy chậm Ok, tiếp tục nha. Theo những tiêu chí thiết lập từ trước khi phóng con tàu thì hai trong 3 thí nghiệm vi sinh của Viking dường như đã thu được kết quả khả quan. Thứ nhất là khi trộn đất sao hỏa với món súp hữu cơ từ trái đất, có cái gì đó trong đất đã phá vỡ những liên kết hóa học trong món súp, tự như các vi trùng đang thở và trao đổi chất với các món thức ăn đem từ trái đất. Thứ hai là khi các chất khí từ trái đất được đưa vào trong mẫu đất sao hỏa thì chúng kết hợp về mặt hóa học với đất như thể có những vi khuẩn quang hợp tạo ra vật chất hữu cơ từ các chất khí quyển từ các chất khí khí quyển các kết quả khả quan đạt được trong 7 mẫu khác nhau tại hai địa điểm trên sao hỏa cách nhau 5.000 km 5.000 km nha nhưng mà sự thể phức tạp hơn thế và các tiêu chí về sự thành công của thí nghiệm có thể không thích hợp những nỗ lực to lớn đã được thực hiện để xây dựng các thí nghiệm vi sinh và thử chúng với các loại vi khuẩn đa dạng nhưng có rất ít nỗ lực lập thang độ cho các thí nghiệm có tính đến các loại vật chất vô cơ bất ngờ trên bề mặt sao hỏa sao hỏa không phải là trái đất chuyện của Parsivan Lovell nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể bị đánh lừa biết đâu có một hóa chất vô cơ xa lạ trong đất sao hỏa có khả năng oxy hóa thức ăn mà không cần có vi khuẩn biết đâu có một chất xúc tác vô cơ đặc biệt trong đất nơi ấy có khả năng tóm bắt các chất khí quyển và biến chúng thành phân tử hữu cơ những thí nghiệm gần đây gợi rằng có thể xảy ra trường hợp như thế. Trong cơn bão bụi lớn của sao Hỏa năm 1971, phổ kế hồng ngoại trên tàu Mariner 9 đã thu được đặc điểm phổ của bụi. Khi mà phân tích các phổ này, Obetun, GB Polak và tôi đã tìm thấy một số đặc điểm phù hợp nhất của montmorillonite và các loại đất sét khác. Các quan sát tiếp theo của khoan đổ bộ Viking cũng đã xác nhận việc nhận ra đất sét bị gió cuốn đi ở trên sao Hỏa. Gần đây A. Banin và J. Ritzbun đã phát hiện rằng họ có thể tái tạo lại một số đặc điểm then chốt, những đặc điểm rất giống với sự quan hợp cũng như là sự hô hấp trong những thí nghiệm vi sinh thành công mà Viking từng thực hiện. Chỉ cần trong các thí nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm đó, họ thay đổi đất sao hỏa bằng các loại đất sét đó. Các loại đất sét đó có bề mặt hoạt tính phức tạp, có thể hấp thu và thải ra các chất khí và xúc tác các phản ứng hóa học còn quá sớm để nói rằng tất cả các kết quả vi sinh của tàu viking đều có thể giải thích bằng bằng hóa vô cơ nhưng mà những tình huống như thế không còn gây bất ngờ nữa giả thuyết đất xét chưa thể bị loại bỏ uh, giả thuyết đất xét chưa thể loại bỏ giả thuyết về sự sống trên sao hỏa nhưng nó buộc chúng ta phải thừa nhận rằng chưa có bằng chứng không thể bác bỏ về vi sinh vật ở trên sao hỏa là chưa có bằng chứng Ờ, chắc chắn là không có vi sinh vật trên to, trên sao hỏa nha. Nhưng mà theo mình biết á thì hiện tại chúng ta cũng chưa có tìm ra bằng chứng là có vi sinh vật trên sao hỏa ha. Nhưng mà ngay trong trường hợp đó thì các kết quả của Banin và Respawn vẫn có tầm quan trọng lớn lao vì chúng chứng tỏ khi mà tồn tại sự sống thì vẫn có một kiểu quá trình hóa học trong đất diễn ra giống hệt như là do vi sinh vật thực hiện. Trên trái đất trước khi xuất hiện sự sống, có thể đã từng có những quá trình hóa học giống như sự hô hấp và quan hợp tuần hoàn ở trong đất, không loại trừ khả năng sự sống khi xuất hiện đã thu nhập chúng vào mình. Ngoài ra, chúng ta biết rằng đất xét Mon, đất sét monmorilonit là một chất xúc tác tiềm tàng đối với việc kết hợp các axit amin thành các phân tử chuỗi dài hơn giống như là protein đất xét của trái đất hồng hoang biết đâu lại là thứ lò rèn sự sống và quá trình hóa học của sao hỏa hiện nay có thể cung cấp những thông tin cốt yếu về nguồn gốc và lịch sử thỏa sơ khai của sự sống trên hành tinh của chúng ta bề mặt sao hỏa để lộ những hố phẻo va đập mỗi cái được đặt tên một người thường là các nhà khoa học hố phẻo Vish, vishniac nằm tương ứng ở khu vực nam cực của sao hỏa vishniac không tuyên bố rằng nhất định phải có sự sống trên sao hỏa anh chỉ nói rằng có thể có sự sống và điều cực kỳ quan trọng là phải biết xem sự sống có tồn tại hay không. Nếu sự sống tồn tại trên sao hỏa, chúng ta sẽ có cơ hội kiểm tra tính phổ quát của dạng thức sự sống của chúng ta. Nếu không có sự sống trên sao hỏa, một hành tinh khá giống trái đất, thì chúng ta phải hiểu vì sao. Bởi vì trong trường hợp này, như Vishniac đã nhấn mạnh, chúng ta đã bắt gặp sự không khớp kinh điển trong khoa học giữa thí nghiệm chính và thí nghiệm đối chứng nhờ khám phá ra rằng có thể lý giải các kết quả vi sinh của viking bằng giả thuyết đất xét chứ không nhất thiết phải là sự sống chúng ta có thể giải quyết một bí ẩn khác thí nghiệm hóa hữu cơ của viking không phát hiện được một chút dấu vết nào của vật chất hữu cơ ở trong đất sao hỏa nếu quả thực có sự sống trên sao hỏa thì các xác chết đã đi đâu không thể tìm thấy một phân tử hữu cơ nào không có các thành phần cơ bản cấu thành các protein và các axit amin, không có cả các hydrocarbon đơn giản, không có chút gì giống như sự sống trên trái đất. Điều đó chưa chắc đã là mâu thuẫn, bởi vì các thí nghiệm vi sinh của Viking có độ nhạy gấp nghìn lần trên một nguyên tử carbon tương đương. Các thí nghiệm hóa học của Viking nên có lẽ nó có thể phát hiện được vật chất hữu cơ được tổng hợp trong đất sao hỏa. Tuy vậy, điều đó không cho chúng ta có nhiều hy vọng Đất ở trên sao Hỏa chứa đầy tàn tích hữu cơ của các sinh vật từng sống. Đất sao Hỏa lại có ít Đất ở trên trái đất các bạn nha. Đất trên trái đất chứa đầy tính hữu cơ của các sinh vật từng sống. Đất của sao Hỏa lại ít chất hữu cơ hơn bề mặt của mặt trăng. Nếu vẫn muốn bám giữ giả thuyết về sự sống trên sao Hỏa, chúng ta phải giả định rằng các xác chết đã bị bề mặt sao hỏa có hoạt tính phản ứng hóa học mạnh có khả năng oxy hóa phá hủy giống như là vi trùng bị peroxid hydro tiêu diệt ở trong ống nghiệm hoặc trên đó có sự sống nhưng là một kiểu sự sống mà vai trò của chất hữu cơ không quan trọng như là trong sự sống ở trái đất nhưng mà giả định sau cùng tôi thấy có vẻ không thuyết phục lắm nói gì thì nói tôi vẫn phải phú nhận mình là môn đệ trung thành của các bôn carbon rất dồi dào trong vũ trụ nó tạo nên những phân tử phức tạp thích hợp với sự sống tôi cũng là môn đề trung thành của nước nước tạo nên một hệ thống dung môi lý tưởng cho các chất hữu cơ hoạt động uh, và ở trạng thái lỏng trong phạm vi nhiệt độ rất rộng nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng băn khoăn liệu sự quyến rũ của tôi đối với các chất này có liên quan gì đến thực tế là tôi được cấu tạo chủ yếu từ chúng hay không có phải chúng ta có căn bản dựa trên carbon và nước vì những chất ấy có rất nhiều trên trái đất vào thỏa hình thành sự sống hay không? Có thể sự sống ở những nơi khác trên sao hỏa chẳng hạn được xây dựng từ những vật liệu khác hay không? Tôi là một tập hợp của nước, canxi và các phân tử hữu cơ mang tên là Coxigen. Bạn cũng là một tập hợp của các phân tử hầu như cũng giống hệt như thế với một cái nhãn tập thể khác tôi, nhưng tất cả chỉ có vậy sao? Không có cái gì khác ngoài những phân tử ư? Một số người cho rằng ý kiến này có phần hạ thấp phẩm giá con người. Về phần mình, tôi lại thấy nó có giá trị nâng cao vì vũ trụ của chúng ta cho phép tiến hóa thành những bộ máy phân tử tinh vi và phức tạp như con người của chúng ta. Nhưng mà cốt lõi của sự sống phần lớn không phải ở chỗ những nguyên tử và phân tử đơn giản nào làm nên chúng ta mà chủ yếu là ở cách thức chúng liên kết với nhau. Lâu lâu chúng ta đọc thấy rằng các chất tạo nên cơ thể con người giá trị 97 xu hoặc 10 đô la hay một con số nào đó kể cũng hơi buồn khi thấy cơ thể mình được định giá thấp như thế. tuy nhiên những ước tính đó về con người chỉ quy về những thành phần đơn giản nhất có thể có của chúng ta. chúng ta được cấu tạo từ nước cái này à, trị giá gần như bằng không, từ carbon được định giá theo than đá, từ canxi trong xương chẳng khác gì phấn viết, từ nitơ trong các protein cũng rẻ như là không khí, từ sắt trong máu cũng như là những cái đinh gỉ. nếu không có kiến thức gì hơn chúng ta có thể bị sự to mò thôi thúc và lấy tất cả các nguyên tử tạo nên mình bỏ vào một cái bình chứa lớn rồi khuấy trộn chúng với nhau. Chúng ta có thể khuấy bao lâu tùy thích, nhưng rốt cuộc tất cả những gì chúng ta có được vẫn chỉ là một mớ hổ lốn các nguyên tử. Làm sao có thể trông mong có cái gì khác được cơ chứ? Harold Morowitz đã tính toán chi phí phải bỏ ra để kết hợp các thành phần phân tử đúng chủng loại tạo nên con người bằng cách mua các phân tử từ các nhà cung cấp hóa chất. Câu trả lời là phải mất khoảng 10 triệu đô la. Nghe chừng điều này làm chúng ta thấy khoái chí hơn, nhưng ngay cả khi ấy chúng ta vẫn không thể hòa trộn các hóa chất đó để rồi từ cái bình trước, bình bước ra một con người. Điều này vượt quá khả năng của chúng ta và chắc là vẫn như vậy trong một khoảng thời gian rất dài nữa. May thay, có những phương pháp khác ít tốt kép hơn và mức độ thành công vẫn cao để chế tạo con người. ngày nay thì mình mới nghe phong phanh thôi là người ta đang chế tạo ra được thành công được cái kén nữa các bạn giống như là cái buồng trứng á, đó. đó cái kén để để nuôi cái bào thai á rồi chúng ta bơm trứng và tinh trùng vào để tạo thành cái cái bào thai trong đó ha và bây giờ là sẽ không nuôi cái bào thai đó trong bụng mẹ nữa mà nuôi trong cái kén nhân tạo đó thì mai mốt chúng ta mang thai sẽ không có bị mệt nữa, không không phải mang nặng để đau nữa ha mà tất cả là ở trong một cái cỗ máy cả nghe thấy ghê ghê quá các bạn nghe như là phim ma trận vậy đó tôi nghĩ rằng các hình thái sinh vật trên nhiều thế giới nhìn chung vẫn cấu tạo từ các nguyên tử như chúng ta ở đây thậm chí có lẽ cũng gồm các phân tử cơ bản giống hệt như thế chẳng hạn các protein và các axit nucleic những tập hợp theo cách thức khác hẳn có thể các sinh vật trôi bập bềnh trong bầu khí quyển hành tinh đặc sẽ khá giống chúng ta về mặt cơ cấu nguyên tử, ngoại trừ việc chúng có thể không có xương, do đó không cần nhiều canxi. Có thể ở đâu đó dung môi được sử dụng không phải nước. Axit fluorhydric có thể làm việc này khá tốt, tuy rằng trong vũ trụ không có nhiều flo. Axit này sẽ gây hại rất nhiều cho loại phân tử tạo nên con người chúng ta, nhưng mà các phân tử hữu cơ khác chẳng hạn như là sáp paraffin sẽ hoàn toàn yên ổn với axit fluorhydric. Ammoniac lỏng làm hệ dung môi còn tốt hơn vì ammoniac sẽ có rất nhiều ở trong vũ trụ nhưng nó dạng trạng thái lỏng chỉ trong những thế giới lạnh hơn trái đất hay sao hỏa rất nhiều bình thường trên trái đất ammoniac là chất khí cũng như là nước trên sao kim hoặc biết đâu có những loại sinh vật không có hệ dung môi nào hết sinh vật ở trạng thái rắn nơi các tín hiệu điện lan truyền chứ không phải là các phân tử bồng bềnh trôi sau những ý tưởng ấy cũng không cứu được quan niệm tin rằng các thí nghiệm của khoan đổ bộ Viking đã chỉ ra có sự sống trên sao hỏa. Trong một thế giới khá giống với trái đất, với carbon và nước dồi dào, thì sự sống nếu có tồn tại sẽ phải dựa trên hóa hữu cơ. Các kết quả về hóa hữu cơ cũng giống như các hình ảnh thu được về và các kết quả về vi sinh. Thảy đều nhất quán ở chỗ xác nhận rằng không có sự sống trong những hạt mịn lấy ở các vùng Chris và Utopia vào cuối thập kỷ 1970 có thể ở sâu hơn vài mm nữa dưới đá như là trong các thung lũng khô ráo châu Nam Cực hoặc ở chỗ nào khác trên hành tinh này hoặc vào thời trước đây điều kiện thuận lợi hơn có sự sống nhưng chắc chắn không phải ở chỗ vào uh, không phải ở chỗ và vào lúc mà chúng ta tìm kiếm <laughs> Viking thám hiểm sao hỏa là một sự kiện có tầm quan trọng lịch sử lớn lao đây là một kiệp tìm kiếm nghiêm túc đầu tiên về loại sinh vật khác có thể có là trường hợp đầu tiên mà một con tàu vũ trụ hoạt động trên một hành tinh khác sống được một giờ đồng hồ trở lên. Viking đã sống được hàng năm trời. Từ kết quả đó, con người thu hoạch được một vụ mùa bội thu các dữ liệu về địa chất học, địa chấn học, địa chất học nha, rồi địa chấn học, khoáng vật học, khí tượng học và hơn nữa là tá ngành khoa học khác về một hành tinh khác. Chúng ta sẽ phát huy những thành tích tuyệt vời ấy như thế nào? một vài nhà khoa học muốn đưa hẳn một thiết bị tự động đổ bộ lên đó, lấy mẫu mang về trái đất, nơi có thể khảo sát chúng hết sức chi tiết trong những phòng thí nghiệm tối tân trên trái đất, chứ không phải trong những phòng thí nghiệm bé tí và hạn chế mà chúng ta có thể đưa được lên sao hỏa. Bằng cách ấy thì hầu như mọi sự mơ hồ trong các thí nghiệm vi sinh của Viking sẽ được giải quyết hết. Có thể xác định được thành phần hóa học và khoáng vật học của các mẫu đất, có thể đập vỡ đá ra để tìm kiếm sự sống trên bề mặt có thể thực hiện hàng trăm phép thử để tìm các chất hữu cơ và sự sống kể cả việc nghiên cứu trực tiếp qua kính hiển vi trong phạm vi rất rộng của các điều kiện thí nghiệm thậm chí chúng ta có thể sử dụng các phương pháp xét nghiệm của Visniac tuy khá tốn kém nhưng một chuyến bay như thế nằm trong phạm vi khả năng về công nghệ của chúng ta <laughs> Tuy nhiên nó cũng kéo theo một nguy hiểm mới là sự lây nhiễm ngược. Nếu muốn nghiên cứu các mẫu đất của sao hỏa để tìm kiếm vi trùng, tất nhiên chúng ta không được sát khuẩn trước các mẫu đó đó một cái hai à, trao dưỡng nha chúng ta cũng có một cái 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 nguy cơ nếu mà chúng ta lấy cái đất từ sao hỏa về đây ha là sự lây nhiễm ngược biết đâu được ở trên đó có vi sinh vật nhưng mà vô tình nó là những cái loại virus mà loài người chưa hề hoàn toàn thậm chí toàn sinh vật trên trái đất chưa hề hoàn toàn có một chất kháng thể lấy về rồi lỡ đâu rồi nó gây ra một cái Uh, đợt dịch bệnh lớn rồi sao ha Mục đích của chuyến thám hiểm này là mang vi khuẩn sống về đây Rồi điều gì sẽ diễn ra sau đó Liệu các vi sinh vật sao hỏa có tạo ra nguy cơ về sức khỏe cho con người hay không Những người sao hỏa của h G. Wells và Orson Wells Đã mãi trấn áp Bonamos và thành phố Jersey Đã không để ý cho đến khi quá muộn rằng Những cơ chế miễn dịch tự vệ của họ bất lực trước vi trùng của trái đất Điều ngược lại có thể xảy ra hay không Đây là một vấn đề nghiêm trọng và khó khăn Cũng có thể chẳng có vi sinh vật sao hỏa nào cả còn nếu chúng tồn tại thì cũng có khả năng là chúng ta có thể xơi cả tân vi sinh vật sao hỏa mà chẳng hề hấn gì. Nhưng mà chúng ta không chắc chắn điều đó. Và sự đặt cược vào mối nguy hiểm là cao. Nếu muốn đem các mẫu đất sao hỏa chưa khử trùng về trái đất, chúng ta phải có được một quy trình một quy trình cách ly hết sức đáng tin cậy. Có những quốc gia phát triển và tàn trữ vũ khí vi trùng, hình như họ cũng cũng để xảy ra sự cố, nhưng theo chỗ tôi được biết người ta vẫn chưa làm lây lan thành một đại dịch toàn cầu có lẽ ta có thể đem các mẫu đất sao hỏa về trái đất một cách an toàn nhưng dù sao tôi cũng muốn phải rất chắc chắn trước khi xét duyệt một chuyến bay mang mẫu đất về cũng có một cách nghiên cứu sao hỏa tiến tới thụ hưởng đầy đủ mọi khoan khái và tới những khám phá mà hành tinh không đồng nhất này dành cho chúng ta cảm xúc đeo đẳng mãi trong tôi khi làm việc với các bức hình mà khoan đổ bộ của Viking chụp được là cảm giác thất vọng về sự bất đồng của con tàu. Bất giác tôi muốn uh, bất giác tôi cứ muốn con tàu ít ra là biết nhón chân nhón cẳng một chút hoặc là giả cái phòng thí nghiệm ấy được thiết kế để đứng bất động lại trở chứng không tự chủ điều khiển được một bước nhỏ nháy được một bước nháy nhỏ chúng ta khao khát biết bao được thấy cánh tay lấy mẫu cao đụng cát phía trước khao khát được tìm kiếm sự sống bên dưới tảng đá kia khao khát được quan sát xem rặng núi xa xa kia có phải bờ vách của một miền phẻo hay không và cách chỗ đó không xa về phía đông nam tôi biết có bốn lòng sông quanh co của vùng đồng bằng chris cho dù những kết quả của viking có trêu tức và khiêu khích đến đâu tôi biết đến cả trăm địa điểm trên sao hỏa thú vị hơn nhiều so với các địa điểm đổ bộ tàu công cụ lý tưởng là một chiếc xe tự hành mang thiết bị thí nghiệm hóa học và sinh vật học tiên tiến, nhất là thu hình ảnh. Mẫu ban đầu của các xe tự hành như vậy đang được NASA triển khai. Chúng biết cách đi vòng, tránh các tảng đá, không để bị rơi xuống xuống hố, biết cách thoát ra khỏi những chỗ chật hẹp, đưa một chiếc xe tự hành lên sao hỏa để quét thu hình ảnh xung quanh, nhìn thấy những chỗ đáng quan tâm nhất trong tầm nhìn để hôm sau có thể đến được nơi đó. Mỗi ngày một nơi mới, một chặng đường quanh co uốn lượn phức tạp trên địa hình đa dạng của hành tinh cuốn hút này. Một chương trình như vậy sẽ thu hút được à, một chương trình như vậy sẽ thu hoạch được vô số lợi ích khoa học, ngay cả khi không tồn tại sự sống trên sao Hỏa. Chúng ta có thể xuống các thung lũng lòng sông cổ xưa, leo lên sườn một trong những núi lửa lớn, đi dọc theo những bậc thềm băng kỳ lạ ở vùng cực hoặc tiến sát đến các kim tự tháp sao Hỏa huyền bí. Sự quan tâm của công chúng đến một chương trình như vậy sẽ rất đáng kể. Hằng ngày trên màn ảnh truyền hình sẽ xuất hiện bao nhiêu là cảnh tượng mới. Chúng ta có thể lần theo hành tình, hành trình nguy hiểm, suy ngẫm về các vật tìm thấy, gợi ý các địa điểm đến mới. Chuyến đi rất dài và chiếc xe tự hành tuân theo các lệnh điều khiển bằng vô tuyến từ trái đất. Sẽ có vô khối thì giờ cho những ý tưởng mới được bổ sung vào kế hoạch chuyến đi. Một tỷ người có thể tham gia thám hiểm thế giới khác. Diện tích bề hoạt sao hỏa rộng bằng diện tích đất liền trên trái đất. Một sự tìm hiểu nghiên cứu sao hỏa chắc sẽ chiếm đầu óc của chúng ta hàng thế kỷ. Nhưng sớm muộn rồi sẽ có cái ngày mà sao hỏa được thám hiểm hết. Cái ngày mà các con tàu robot vẽ xong bản đồ của sao hỏa. Cái ngày mà các xe tự hành tung hành ngoan dọc khắp bề mặt hành tinh. Cái ngày mà các mẫu đất đá được trở về trái đất an toàn, cái ngày mà con người bước đi trên các sao hỏa, rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ làm gì với sao hỏa? Duy Nguyễn chia sẻ là xe tự hành giống trong cuốn uh, vật lý tương lai. Uh, <laughs> xe tự hành hình như là không còn ở trong tương lai nữa Duy Nguyễn Duy Nguyễn ơi, mà chúng ta đã có cái chiếc xe tự hành á đưa lên sao hỏa từ rất là lâu rồi, từ rất là lâu về trước rồi ha. mình nhớ tên là Rover thì phải, chiếc xe Rover. Mà bao nhiêu chiếc thì mình không nhớ rõ ha, nhưng mà ít nhất là có một chiếc. Và cái chiếc xe đó các bạn, người ta dự kiến là chỉ chỉ đi được khoảng 5 năm hay mấy năm á, nhưng mà nó đã đi được tới bây giờ là cũng rất lâu hơn so với dự kiến rồi và nó chạy bằng năng lượng mặt trời ha. Đã có quá nhiều ví dụ về việc con người lạm dụng ngược đãi trái đất đến nỗi câu hỏi đặt ra ở trên làm tôi lạnh lạnh người. Nếu có sự sống trên sao hỏa, tôi tin rằng chúng ta không nên làm gì với nó cả. Sao hỏa khi ấy thuộc về các sinh vật sao hỏa, cho dù đó chỉ là những con vi khuẩn. Sự tồn tại của một hệ sinh vật độc lập trên một hành tinh láng giềng là một kho báu vô giá. Và theo tôi, việc bảo tồn sự sống trên đó phải được đặt lên trên bất kỳ cách thức sử dụng sao hỏa nào khác. Tuy nhiên, giả sử sao hỏa không có sự sống, nó sẽ không phải là nguồn nguyên liệu vật lý hợp lý. Nó sẽ không phải là nguồn nguyên vật liệu hợp lý. Chi phí chuyên chở từ sao hỏa về trái đất trong nhiều thế kỷ vẫn uh, quá tốn kém. Nhưng mà chúng ta có thể sống trên sao hỏa hay không? Về mặt nào đó chúng ta có thể làm cho nó trở thành một nơi có người ở hay là không? Một thế giới đáng yêu thật đấy. Nhưng theo thiện ý của chúng tôi, nó có nhiều nhược điểm chủ yếu là nồng độ oxy thấp, không có nước ở thể lỏng và lượng tia tử ngoại chiếu xuống khá cao. Nhiệt độ thấp không phải là trở ngại khó khắc phục. Nhưng mà các trạm nghiên cứu khoa học quanh năm ở Châu Nam Cực đã chứng minh. Tất cả những vấn đề này có thể giải quyết được nếu chúng ta có thể làm ra nhiều không khí hơn. Khi mà áp suất không khí tăng cao hơn, nước lỏng sẽ hiện diện. Có nhiều oxy hơn thì chúng ta sẽ thở được với bầu không khí quyển. Ozone sẽ hình thành để che chắn mặt trời khỏi bức xạ tử ngoại của mặt trời. Những lòng kênh ngoằn nghèo, những tảng băng xếp lớp ở các cực và những chứng cứ khác mách bảo rằng sao hỏa từng có một bầu khí quyển dày đặc hơn. Những chất khí ấy đã bị uh, những chất khí ấy vị tất đã thoát ra khỏi sao hỏa. Như vậy, Chúng còn quanh quất ở đâu đó trên hành tinh này. Một phần chúng kết hợp về mặt hóa học với các các lớp bề mặt. Phần khác nằm trong băng ở trên bên bề phần khác nằm trong băng bên dưới bề mặt, nhưng phần lớn chúng có thể có mặt trong các chỏm băng hiện nay ở hai cực. Để làm bốc hơi các chỏm băng này, chúng ta phải cung cấp nhiệt cho chúng, có thể bằng cách rắc một loại bột sẫm màu lên đó để chúng hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn ngược lại với việc chúng ta đang làm trên trái đất là phá rừng và đồng cỏ nhưng mà diện tích bề mặt cái chỏng băng rất lớn phải cần đến 1.200 tên lửa Saturn năm để chở lượng bột bụi cần thiết từ trái đất lên sao hỏa mà ngay cả khi làm được việc ấy rồi thì gió cũng có thể thổi lớp bụi bột ấy bay ra khỏi bề mặt các chỏng băng cách tốt hơn là chế ra được một loại vật liệu nào đó màu sẫm biết tự sao chép chính nó hoặc đem một cỗ máy nho nhỏ đen chuỗi trên sao Hỏa, rồi sau đó nó cứ việc sản xuất ra chính nó bằng nguyên vật liệu tại chỗ trên khắp vùng chỏm băng cực. Có một loại máy như thế, chúng ta vẫn gọi chúng là thực vật. Trong số chúng có uh, những thứ rất dẻo dai và sức chống chọi tốt. Chúng ta biết rằng ít nhất thì có một số vi khuẩn của trái đất có thể sống trên sao Hỏa điều cần làm là một chương trình chọn lọc nhân tạo và áp dụng công nghệ gen để tạo ra các loại thực vật màu tối địa y chẳng hạn sống được trong môi trường khắc nghiệt hơn nhiều ở sao hỏa nếu lai tạo được những giống thực vật như thế ta có thể tưởng tượng ra cái cảnh chúng được gieo mầm trên những khu vực bao la của vùng chỏm băng cực mọc rễ lan rộng làm đen cái chỏm băng hấp thụ ánh nắng làm nóng băng và giải phóng bầu khí quyển xa xưa của sao hỏa bị cầm tù đã lâu Chúng ta còn có thể tưởng tượng ra một giống người sao hỏa tên là Johnny Asplit, Johnny Appleseed là hạt táo, là robot hay người, trong rủi khắp chốn hoang vu băng giá miền cực với nỗ lực phục vụ cho các thế hệ con người sẽ lên trên đó. Cái này là cái ý tưởng mà biến cái bầu khí quyển sao hỏa thành một nơi mà sự sống con người có thể tồn tại được ha. Đó là là theo mình nhớ là cái cách khả thi nhất để cái tạo, để tái tạo cái bầu khí quyển ở trên cải tạo bầu khí quyển trên sao Hỏa là chúng ta tà, trồng những cái loại tảo lam hoặc là địa y đó để để nó tạo ra oxy ở trên sao Hỏa ha. Và khi có không khí rồi á, khi có cái môi trường không khí rồi á thì nó sẽ dần 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 nó có thể sống được hay nó có oxy nè, băng bắt đầu tan ra nè, là là, là có nước nè. Đó thì con người cũng bắt đầu là có những cái dự án là đem người lên sao hỏa và gọi là thuộc địa hóa sao hỏa ha thuộc địa hóa sao hỏa ý tưởng khái quát này gọi là trái đất hóa biến đổi một mà cái này là có từ 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 rất lâu rồi nha các bạn cuốn sách này là năm 1980 là người ta đã đưa ra những cái giả thuyết những cái ý nghĩ về cái việc là thuộc địa hóa sao hỏa rồi nha nhưng mà tới bây giờ chúng ta mới có bắt đầu có cái công nghệ có thể làm được cái việc đó có thể đưa con người lên sao hỏa ha ý tưởng khái quát này gọi là trái đất hóa biến đổi một cảnh quan xa lạ thành nơi phù hợp hơn đối với con người suốt hàng ngàn năm trước con người mới chỉ làm sáu động nhiệt độ toàn trái đất được một khoảng một độ thông qua những thay đổi về hiệu ứng nhà kính và hệ số phản xạ ánh sáng Alberto. Thế nhưng với tốc độ đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và đồng cỏ hiện nay thì chúng ta sẽ làm thay đổi nhiệt độ trái đất thêm một độ nữa chỉ trong vòng một hai thế kỷ. Những luận cứ ấy cùng với luận cứ khác nữa gợi cho ta thấy thang thời gian của việc trái đất hóa sao hỏa có thể kéo dài từ hàng trăm đến hàng ngàn năm với công nghệ tương lai tiên tiến hơn nhiều. Chúng ta có thể mong muốn không khí làm tăng áp suất khí quyển và làm cho nước hóa lỏng mà còn đưa nước từ chỗ các chỏm băng tan chảy ở hai cực tới các vùng xích đạo ấm nóng hơn. Tất nhiên cũng có cách để làm việc đó. Chúng ta có thể xây cái kênh mương. Băng trên bề mặt mà dưới bề mặt tan ra có thể được vận chuyển bằng một mạng lưới kênh rộng khắp. Đó chính là điều mà Percival Lowell chưa đầy 100 năm trước tưởng rằng đã được thực hiện trên sao hỏa. Cả Lowell lẫn Wallace đều hiểu rằng sự không hiếu khách tương đối của sao hỏa chính là do thiếu nước mà ra. Chỉ cần một mạng lưới kênh mương thì chữa ngay được nhược điểm và sao hỏa lại trở nên hiếu khách ngay ấy mà những quan sát của Lowell được thực hiện trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Những người khác như là Skia, như là Chia Parelli đã quan sát thấy cái gì đó tơ tự như các con kênh. Chúng được gọi là Canali trước khi Lowell bắt đầu thiên tình sử kéo dài cả đời ông với sao hỏa. Có người ta đã thể hiện cái tài tự lừa phỉnh mình khi mà, mà tình cảm bị khuấy động và ít có ý tưởng nào cuốn hút hơn ý tưởng về những sinh vật thông minh đang cư ngụ trên một hành tinh láng giềng. Sức mạnh của ý tưởng trong đầu Lowell có lẽ nằm ở tính tiên tri của nó. Mạng lưới con kênh mà ông thấy trong đầu do người Sao Hỏa xây dựng nên, ngay cả điều đó cũng là một dự báo chính xác. Nếu hành tinh này khi nào đó được trái đất hóa thì việc ấy sẽ được thực hiện bởi những con người sống thường xuyên trên Sao Hỏa và gắn bó với hành tinh này. Những người Sao Hỏa ấy chính là chúng ta. Hết rồi các bạn. Thế là hết chương này. Bây giờ tới một thảo luận mọi người có muốn thảo luận gì á thì bình luận phía dưới mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Quyển sách này thấy không dày lắm mà mỗi chương của nó mình thấy khá là nhiều ha các bạn và sách này có rất là nhiều chương. Mười mấy chương á mà chương nào thấy cũng dài hết á. 13 chương mà sao thấy chương nào cũng dài mà sao sách nhỏ xíu à. Chúng ta đã đọc mới chương năm mà đọc gần tới một nửa quyển sách rồi. Ok Đấy, Chào Vân Phi nha à, Hồi nãy nói về cái việc Mà phóng cái con tàu ra ngoài Vũ trụ á Thì để mình mở lại cái, cái con đường Mà tàu vũ trụ đi ra khỏi trái đất á Để cho mọi người coi để coi là có không cái hình đó mình không nhớ là từ khóa là gì uh... nó sẽ rất rất là phức tạp các bạn trong cái cái quỹ đạo của một con con tàu vũ trụ á mà đi khỏi trái đất á nó rất rất là phức tạp luôn không hề đơn giản luôn ha mình coi xịt ra không ai à, chào chị Thủy nha. Tìm không ra rồi các bạn, nhưng mà nó giống như vậy nè. Mình muốn tìm cái ảnh động cho mọi người coi á. Đó, một cái con tàu vũ trụ khi mà nó đi á nó sẽ phóng ra rồi đi một cái vòng tròn quanh trái đất nè, rồi lợi dụng cái lực uh, ly tâm á đang xoay vòng tròn cái bắn ra khỏi trái đất. Đó. Ở à đây từ trái đất bên đây chứ, vừa lợi dụng cái lực ly tâm bắn ra khỏi trái đất. Cái là mới uh, đi qua tới mặt trăng. Đó. đi qua mặt trăng xong rồi cái này hình như là có đáp xuống mặt trăng luôn nha, đáp xuống mặt trăng xong rồi từ mặt trăng cũng làm ngược lại. Đi ra khỏi mặt trăng lợi dụng cái quỹ đạo quay một dòng mặt trăng xong nó bắn cái đường đó rồi bay về trái đất đó bạn thấy nó kỳ vĩ gì đó nó phức tạp gì đó không, không mình thấy là không hề đơn giản một chút nào luôn ha vậy mà các nhà khoa học không biết làm như thế nào nghĩ ra được cái việc là đưa con tàu vũ trụ đi từ trái đất qua mặt trăng là thấy khó rồi mà là trái đất qua mặt trăng là từ hơn 50 năm về trước rồi ha còn mà từ trái đất rồi lên sao kim sao hỏa rất là vĩ đại luôn ha ok chắc hôm nay mình là livestream tới đây thôi nha rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ lúc bảy giờ rưỡi tối bảy giờ rưỡi tối cảm ơn mọi người đã theo dõi hôm nay là cuối tuần rồi đúng không chúc mọi người có một cái cuối tuần thật là thoải mái thư giãn À. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.